tâm an xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị dậu rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện bến không chồng và ngày hôm nay cũng chính là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này rồi không biết là quý vị có đang mong chờ cái kết dành cho cuộc đời của bà nương bà lão sáu hay không xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi câu chuyện này và quý vị ơi sau khi lắng nghe xong câu chuyện này quý vị đừng quên ủng hộ cho tâm an bằng cách like chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ tâm an xin được gửi tới cho quý vị tập cuối của câu chuyện này buổi tối hôm đó trong hai căn nhà là hai sự việc hoàn toàn khác nhau xảy ra. Bà Nương phải nghe em chồng nói mấy lời không hay. Khi buông tha cho người hại mình, còn lão Sáu cầm cục tiền 5 triệu đồng trong tay. Lão ta cười chảy cả nước mắt. Không biết kế hoạch của mấy à đàn bà sẽ đi tới đâu. Chỉ biết lúc này lão là người đàn ông sướng nhất. Vừa có được con trai, lại vừa có nguồn tiền từ trên trời rơi xuống. Thế con mụ đấy chỉ đưa tiền thôi à? không tính làm giấy tờ nhận ra phả họ tên à bà ta đang còn sốc lắm anh ạ à. với lại phải nhờ ông phê báo với chính quyền địa phương con 5 triệu là tốt rồi anh để lại cho em một ít em muốn sữa cho con nhé thế này là ngoài sức mong đợi con mụ này biết điều phết nhỉ tao để lại cho thằng nhện một triệu để nghĩ xem cái tên nào hay hay còn ghi danh vào nhà họ nguyễn chứ anh sáu này anh không thương con à? Anh thật sự muốn con mình lấy họ của người ta sao? Hỏi buồn cười thế. Thương hay không thì phải có tiền mới sống được chứ. Nhà tao còn bốn miệng ăn, tiền đâu mà nuôi hai mẹ con mày nữa. Chịu khó một chút đi. Em phải hiểu hoàn cảnh của anh là gì chứ. Thì ra em và con chỉ là công cụ kiếm tiền cho anh thôi sao? Này, ngày hôm nay mày ăn về củ giấy à? Ngứa mồm à? Ăn nói linh ta linh tinh, liệu hồn đấy. Để tao loan tin khắp cái làng này, xem con mụ già ấy giấu mặt đi đâu. Cầm lấy tiền đi, tao còn phải đi trả nợ lãi đây. Lão hừ lạnh rồi bước đi thật nhanh, ra khỏi cửa nhà, không thèm nhìn cu nhện lấy một lần, không cưng nựng thơm má con và không cần biết con có ngoan, có phát triển tốt hay không. Lòng mụ gì máu, ước mong có con với kẻ máu lạnh này để làm cái gì chứ tất cả là tại mụ đi vào con đường này không thể nào quay đầu thì đành phải rẽ sang một hướng khác con trai của mụ lớn lên phải thật khác phải là một người có đạo đức và liêm khiết mụ biết đặt tên cho con là gì rồi nếu bắt buộc phải mang họ nguyễn của ông hoạt thì mụ đặt tên con là nguyễn hiếu liêm một đứa con trai hiếu thảo và liêm chính đó là thứ duy nhất mụ có thể làm cho cu nhẹn. Tay mụ cầm tiền, mắt nhìn con mà ứa lệ trong lòng. Đúng như dự tính của lão sáu, mấy ngày sau đó tin tức về đứa con rơi của ông Hoạt được loan đi khắp mọi ngóc ngách của làng xóm. Bạc phê nghe đến tai, cũng choáng váng không kém. Vậy là sự thật. Ông Hoạt phản bội bà Nương sao? Đó không còn là tin đồn nữa. Đó là sự thật ông phê lại xách xe đạp qua nhà bà nương để hỏi chuyện người ngoài nghe chuyện còn đau lòng khôn nguôi không biết bà phải bị đả kích đến thế nào vậy nhưng trái ngược với sự lo lắng trong lòng của ông phê bà nương bước ra mở cổng với khuôn mặt bình thản kỳ lạ bà ngước mắt nhìn ngó một chút lại còn lên tiếng trêu chọc mời ông vào trong nhà ờ thế hôm nay ông không mang mít cho tôi à Bà còn tâm trạng để mà ăn mít sao? Tôi nghe làng trên xóm dưới người ta nói nhiều quá. Hằng Hải, nó mới ngồi ngoài được mấy hôm. Hôm nay nó lại nói tôi trả ra gì. Tôi qua thăm bà xem bà có ổn không? Tôi ổn lắm. Tôi không làm sao hết. Ông lo cái gì? Ông nhìn thấy tôi rất bình thường có phải không? Mọi chuyện cần phải đối mặt ông ạ. À. Nhưng mà đấy là sự thật đi à? Ông Hoạt có con riêng sao? tôi là tôi không tin bà hiểu chứ tôi là tôi không bao giờ tin bà nương kéo ông vào bàn uống nước vừa rót nước chè vừa tâm sự ông tranh thủ uống nước chè xanh tôi mới hãm đấy mấy bụi chè này ông hoạt lúc còn sống ông ấy tự tay trồng sáng tới giờ tôi uống mà lại không thấy ngon mời ông thử xem ông phê trong lòng nóng ruột đang muốn xem cách hành xử của bà nương tiếp theo như thế nào Rõ ràng là bà đang đánh trống làng Ông nhấp một ngụm nước Rồi tặc lưỡi Ừ Chà chà, ngon, hơi chàm chát Bà hãm ngon lắm, đúng vị rồi đấy Thế mà sáng tới giờ Tôi uống mấy đợt không ngon Ông đợi tôi Tôi ra hái cho một ít Mang về nhà uống cho ngon ấy bà cứ kệ tôi Tôi muốn uống Tôi lại qua đây nhờ bà hãm cho uống Mang về làm cái gì Vợ chồng thằng Hải nó lại huyết giải cho sau này ông cứ qua lấy về mà uống nếu mà không có tôi cứ tự nhiên nhé ông đừng ngại bà nói cái gì đấy tôi sang đây là vì bà không có bà tôi qua đây làm chi câu nói nửa đùa nửa thật mang theo bao nhiêu hàm ý bà nương chỉ biết cười nhẹ tiện tay lại rót cho ông cốc nước chè hai người bàn chuyện nuôi cám trồng cây cũng hết cả buổi chiều Tận đến lúc chuẩn bị ra về ông phê mới ái ngại nhìn bà nương bà nói với tôi bà không buồn thì tôi biết vậy nhưng nếu như có chuyện gì bà cứ tâm sự với tôi kể cả cùng với chú Luận và cô xoan có người chia sẻ cho nó bớt buồn bà tôi biết mà cảm ơn ông may sao có hai mẹ con của cô em chồng nên là tôi không buồn cho lắm thế cái nam đợt trước nó bảo về với bà Khi nào nó về Vài hôm nữa ông ạ à, Nhanh lắm Lại đến 100 ngày của ông Hoạt rồi Mấy đứa Chắc là nó về với tôi thôi Tinh thần của bà như vậy là tốt đấy Vậy tôi xin phép về Lần sau tôi mang cho bà quả mít Nhìn theo bóng dáng của ông Phê đi xa Bà Nương tính chờ cổng Để đón hai mẹ con cô Phượng đi học về nhưng cổ họng của bà bỗng lầm lợm muốn nôn Nó quay cuồng, chóng mặt Bà ngồi tạm xuống viên gạch xây tường gần đó Miệng của bà lầm bầm Ôi trời ơi, nước với trà chè Say thế này mà cái ông phê kia Ông lại cứ khen ngon chứ Cô Phượng vừa hay dắt tay cô Nghĩa đi học về Nhìn thấy chị dâu ngồi kiệt quệ trong góc cổng Cô vội vàng chạy đến hỏi han Chị bị làm sao thế kia Mặt mày tái xanh tái mét Nghĩa ơi, Nghĩa, con đỡ bác vào nhà phụ mẹ nhanh lên con tôi không sao say nước chè mà gớm từ sáng tới giờ cứ khó chịu cay bụng nào vào trong bếp bác nấu thịt gà với nấu dơm cho Cú nghĩa ăn nhá vâng ạ thằng Cú nghĩa lon ton chạy lại gần đón lấy cánh tay của bác hai già một trẻ quấn quýt với nhau trong căn nhà thiếu vắng đàn ông tưởng chỉ là cái chuyện say nước chè nên bà nương vô tư quên hết mọi phản ứng khác lạ của cơ thể. Đến hôm sau lại vô tư bước chân qua nhà mộ xuyến, muốn đi tìm mụ bày mưu tính kế. Chỉ là sức khỏe của bà như yếu đi, đi bộ một chặp, bà ngồi nghỉ dưới gốc cây hai lần. Người làng có ác cảm nên không ai bước đến hỏi han. Bà còn tặc lưỡi cho rằng, biết bản thân mình muốn chết nên ông trời đang ngầm giúp cho bà, tọa nguyện đấy thôi. Vừa tới cổng nhà mộ xuyến Bà Nương lại nhìn thấy lão sáu Phóng cái xe chạy về phía trước Không trần trừ Bà bước vào trong nhà Gặp mụ hỏi han ngay Tôi vừa mới thấy lão đi ra Tình hình thế nào Cô suy nghĩ xem Làm thế nào để chị lão chưa Em cũng đang tính qua bên chị Em sợ quá Em xin chị giúp em bỏ trốn qua làng khác có được không Hằng ngày lão ấy đến đây nạt nổ em Bày kế cho em vòi tiền của chị thật ra lão có thèm quan tâm gì đến hai mẹ con em đâu em mệt mỏi quá rồi chị nương à tôi làm gì có tiền cho cô vòi chắc là muốn chia đất đai chứ gì tôi lạ gì con người của lão cô muốn rời đi đâu tôi sẽ nhờ bác trưởng thôn bán miếng đất mà cô đang sống chắc là đủ tiền để mua lại một miếng nhỏ hơn ở đây cô cũng không thể nào hãm hại lại cái con người thâm độc như lão sáu được có khi lại ảnh hưởng đến tính mạng. Còn có thằng nhện, vướng chân vướng tay, không thể nào manh động được đâu. Em cảm ơn bác, bác nhanh giúp em với. Em đau lắm, em chưa hết cữ. Mà, mà lão ấy cứ hành hạ, ép dục em. Em sợ cơn như thế này. Em mắc bệnh mà chết mất bác à? Vừa nói vừa mếu mộ xuyến vừa kéo ống quần lên cao, những vết bầm tím dần dần xuất hiện, chưa hết còn có thêm những dấu tay cào thịt đến dì máu, mùi máu tanh tanh khiến cho bà nương run rẩy, cổ họng của bà muốn nôn. Bà quay mặt đi, đưa tay bịt lấy miệng của mình, kìm nén. À, thôi được rồi, cô cứ yên tâm, cô cứ đi đi, tôi sẽ giúp mẹ con cô chạy thoát. Bây giờ tôi phải về đây. Bác nương, bác không sao đấy chứ ạ? À? Bác nên cẩn thận. Lão ấy đáng sợ lắm Bà Nương chỉ gật đầu rồi ra về Nhìn đứa bé nằm gọn trong tấm chăn mỏng Mà bà ứa lệ Tự dưng bà lại thương mụ xuyến đến nhiều như vậy Bà cũng từng bị lão làm nhục Bà hiểu được cái cảm giác đó Cảm giác như muốn chết ngay tức thì Bà Nương ra về mang theo cảm giác tầm lợm trên cơ thể Cổ họng của bà vẫn muốn nôn Nhưng thực chất chỉ là dạ dày của bà cuộn trào từng cơn ở chua đến khiếp sợ nước đọng ở đâu dâng đến miệng bà quỳ gối cúi đầu xuống một gốc cây cứ như vậy mà thỏa sức nôn khan nước mắt ở đâu chảy ra không ngừng vừa thở vừa mệt người đi đường vẫn dương đôi mắt không mấy quan tâm đến bà nhưng rồi lại xuất hiện ở đâu đó tập trung bàn luận về chuyện của bà cuộc đời của bà thật sự là bà nương không quan tâm cái bà cần làm chính là trả thù lão sáu trả cho lão những gì mà lão ta đáng phải nhận. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bà mò chân xuất hiện tại nhà ông Phê với một bó chè xanh tươi ngon trên tay. Cả Hải và Mai đều có mặt ở nhà, họ đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc. Ông Phê đang chơi cùng với cháu nội trong nhà, nhìn thấy bà đến cũng không kém phần ngạc nhiên. Ôi, bà Đông đến chơi đây à? Mời bà vào trong cứ gọi tôi là nương được rồi khách sáo làm cái gì tôi mang cho ông bó chè bảo mấy đứa nó hãm cho mà uống để lâu nó già mất ông ạ à. ông phê đon đà nhận lấy rồi mang ra giếng để bó chè xuống chậu nước cho tươi ngon ông sai con dâu ra vườn hai mấy trái lựu đỏ mang vào tiếp khách ông hồ hời sốt sắng giống như thanh niên lần đầu có bạn gái đến chơi khiến cho bà nương cũng cuống cuồng theo ông mời bà vào trong nhà chắc là có chuyện gì quan trọng nên bà mới qua đây tìm tôi hở tôi có chuyện này mong ông giúp nhanh cho chả là miếng đất cuối làng của nhà cô xuyến đấy bán nhanh thì được bao nhiêu hả ông cái cô xuyến có phải là cái người qua lại lén lút với chồng bà không sao bà lại hỏi đất nhà cô ấy cô ấy nhờ tôi bán giúp để tôi đưa mẹ con cô ấy về nhà chăm lo mình phải có trách nhiệm chứ ông Nghe đến đây gai ốc của ông phê nổi cổ Có ai mà tin được tấm lòng của bà Nương Lại rộng lớn đến như vậy Đưa cả nhân tình của chồng về chăm sóc sao Ông có nghe nhầm hay không chứ Bà vừa nói cái gì Bà nói thật đi à Tôi không đùa Ông là trưởng thôn Nên tôi nghĩ ông giúp tôi nhanh chóng hơn Ông bí mật giúp tôi Tôi chỉ có thể tin vào ông thôi đấy Thôi được rồi Để tôi bàn tính lại Nhưng mà bà ổn đấy chứ người đàn ông này đúng là kỳ lạ lúc nào cũng hỏi bà câu đó bà có ổn hay không đến chính bản thân ông cũng rõ cơ mà từ ngày ông hoạt mất chưa bao giờ bà ổn hết nhưng bà thấy vui bởi vì có một người bạn như ông một người có thể tin tưởng nhờ cậy nói chuyện thêm một lát bà nương vội vã ra về kẹo mấy đứa con lại làm khó cho ông ánh mắt chung nó không mấy thiện cảm nhìn bà chuyện trong nhà không thông thì làm sao ông phê có thể lo chuyện thiên hạ được chứ tối hôm đó bà nương bàn với cô phượng về ngôi nhà cũ bên làng xuân hương ngôi làng ngày trước bà làm dâu lúc đầu cô phượng còn ái ngại ấp úng vì nhắc đến chuyện cũ nhưng sau khi nghe kế hoạch của bà cô tặc lưỡi bàn thêm chỉ có đưa mụ ấy qua bên làng xuân hương thì chả thoát được ông sáu đâu hai làng gần nhau Tìm trả mấy chốc là thấy Thế cô tính xem Mình phải đưa mẹ con cô Xuyến đi đâu Hay là thế này Chị nhờ cha luận ấy Chở mụ Xuyến ấy lên huyện đi Thuê tạm cái nhà trọ nào đó Cứ ở đấy rồi tính tiếp Nghe chị kể lại Thì mụ ấy bị tần, dồn dập nhở Ừ, để tôi tính Để lâu là không ổn chút nào Lão Sáu này Lại hay giờ thói côn đồ lắm Gớm, máu mù. Nó còn không thương Thì thương gì cái ngữ đẻ thuê Đáng đời Cô Phượng nguyết dài Quay mặt vào trong Bà Nương cũng không trách được em chồng Đó là suy nghĩ chung Của những người có bản ngã về sự đời Nhưng bà thì khác Chỉ vì không muốn sống tiếp Nên bà chấp nhận làm những việc cuối cùng Cho kiếp người này thôi Kẹo chăn đáp cho cô Nghĩa Bà thở dài chăn chờ cả đêm khuya Thời gian sau đó, ngoài việc chờ đợi bán đất cho mụ xuyến, thì bà Nương vẫn bị những cơn đau âm ỉ, bụng dưới hành hạ. Buổi sáng nọ khi đang mò mẫm đánh răng, bà tiếp tục nôn khan, khiến cho cô Phượng nhắc nhở. Để lát em đưa thằng Nghĩa đi học về, em chở bác lên trạm xá khám. Chắc là dạo này suy nghĩ nhiều, bác bị dạ dày rồi đấy. Lần trước đi khám tổng quát, bác vẫn ổn có phải không nhở? Ờ, à, ừ, tôi không sao đâu. Hai mẹ con ăn sáng đi Rồi đưa cô Nghĩa đi học Tôi có chuyện phải ra ngoài một chút Chiều về đi khám sau cũng được cô ạ à? Dạ vâng Thế chiều em đưa bác đi Không chủ quan được đâu Lẳng nhằng lại lên bàn thờ Ngồi cùng với anh trai em đấy chứ Câu nói đùa vô tư đó Thốt ra từ miệng của cô Phượng Nhưng cô Phượng đâu có biết Lại chính là ước mong của bà Nghìn lần vạn kiếp Bà chỉ mong được chết đi bởi vì có sự xuất hiện của hai mẹ con cô Phượng nên mấy chai thuốc sâu bà nương giấu kín trong chuồng lợn không có cơ hội được dùng đến. Ban đầu bà tính dụ dỗ lão sáu đến nhà pha nước cho lão uống lúc đó mạng đổi mạng. Bà cùng với lão gục chết trước bàn thờ của ông Hoạt. Nhưng giờ đây kế hoạch đó hoàn toàn đổ vỡ bà phải tính một kế khác. Và cũng bởi vì cái ý chí trả thù quá đổi sâu sắc nên bà quên mất rằng bên cạnh mình Là những khoảng lặng bình yên Là hạnh phúc gần kề Bà có những thứ mà bao nhiêu người thèm khát Nhưng hận thù che mở đi cảm xúc Bà không thể nào nhìn nhận ra nó Bà không hề biết Chỉ cần một lần nhìn lại Hạnh phúc luôn mỉm cười với bà Sau khi ăn sáng xong Bà nương qua nhờ chú Luận Tôi đến chạy xe qua nhà mụ xuyến Rồi chờ mẹ con mụ ấy rời đi trong đêm Bà cũng tranh thủ đi mua thêm một con dao nhọn Giấu kín vào trong người Đêm qua bà ngồi khâu thêm một cái túi dài trong vạt áo Để có thể giấu giếm hết bí mật của bản thân Lấy giấy báo gói ghém con dao cẩn thận Bà đi về chờ đợi Những cơn sông kéo đến Buổi chiều cô nghĩa bị đau bụng Cô giáo dắt về tận nhà trà cho mẹ Làm cô Phượng bận rộn Lấy ngài cứu dã sống cho con uống loanh quanh luẩn quần, cũng hết cả buổi chiều tà. Bà nương cũng sốt sắng không kém, quên luôn cả chuyện lên trạm xá khám bệnh dạ dày. Buổi tối ngồi trước cây vô tuyến im lìm, từ ngày thằng Đông mua mang về, bà chưa mở lại lần nào. Đó là mong ước của chồng bà. Ông không còn, bà cũng không muốn mở lên xem nữa. Bà đang chờ đợi, chờ đợi sự phẫn nộ, chờ đợi tin báo từ chú Luận. 11 giờ đêm, xóm làng yên ả. À. Mẹ con nhà cô Phượng say ngủ. Tiếng chó sủa văng vẳng phía xa. Chú Luận đánh chiếc xe cúp 81 về nhà. Bà Nương không chờ đợi thêm được. Bà vội vã bước qua nhà hóng chuyện. Thấy mẹ con cô xoan say giấc. Bà thì thầm vài câu. Rồi sau đó nói thẳng vấn đề với chú Luận. Tình hình thế nào rồi chú? Vâng, ổn hết rồi bác. Không biết bác và mụ ấy có gì mờ ám. Mà trông hai mẹ con nhà mụ ấy vội vàng lắm Có mang theo cái gì đâu Bế mỗi đứa bé xuống huyện Ổn là tốt rồi Dù sao cũng cảm ơn chú Tiền xe hết bao nhiêu tôi gửi Ấy em giúp thôi Tiền nong gì Vợ chồng em vẫn thường xuyên mang đồ xuống huyện bán Coi như đi khảo sát thị trường về đêm Thôi kệ Tôi đưa một trăm Mai mua cho các cháu miếng thịt mà nấu cơm ăn Vậy tôi về nhá Có gì nói chuyện sau Đêm muộn rồi Cảm ơn chú Vâng vâng bác về À dạo này nhìn bác xanh sao quá Bác có cần em trở đi viện khám bệnh không ạ à? Không sao không sao Tôi ổn hết Chào chú Bà Nương bước về nhà tranh trao Với cơn lợn cợn trong họng Lần này bà không thể không tin vào cơ thể của mình pha vội một ly nước muối loãng Bà xúc miệng xong xuôi Còn tự nhủ trong lòng Đợi một chút mình à Đợi tôi một chút để tôi hoàn thành xong sứ mệnh đã chứ Xong xuôi tôi đi tìm mình nhá Đừng làm tôi mệt Đừng dục dã tôi mình à Qua một đêm khó nhọc chăn trở Đến tối của ngày hôm sau Bà Nương đứng trước bàn thờ của ông Hoạt Tháp nhang cho chồng Khấn vái rất lâu Ngồi bên cạnh cho hết ba nén nhang lội tàn Bà mới dắt con dao vào người Đi một mạch đến nhà mụ xuyến Từ giờ phút này Chính thức Bà muốn cùng sống cùng chết với lão sáu. Ánh điện nhập nhòe trong đêm vắng, căn nhà của mụ xuyến vẫn ấm áp lạ thường. Mùi sữa của bà mẹ ở cữ đang còn thoang thoảng quanh chóp mũi của bà. Căn nhà này được ông phê cho người giao bán, nhanh chóng được người ta cọc nửa số tiền, đủ để mẹ con mụ xuyến sống yên ổn nơi phố huyện ồn ào kia. Bà dọn dẹp lại căn nhà một chút, người già khó tính thấy cái gì vướng mắt cũng tỉ mẩn làm cho gọn gàng ngăn nắp mụ xuyến nói rằng cách hai ba hôm lão sáu lại tìm đến mụ bắt mụ phục vụ ái dục trên cái giường ọp ẹp này nên bà tranh thủ ghé qua ngày hôm nay chắc chắn sẽ gặp lão nhìn đến cái giường cảm thấy chăn màn có mùi không sạch bà kéo một đống ném vào thau nước rồi hì hục dọn dẹp từ đêm nay bà sẽ nằm ở đây Đợi chờ người đến Đúng như dự tính của bà Hương Hơn 9 giờ tối Tiếng đồng hồ trên tường đang tích tắc từng giây Lão Sáu xuất hiện trong nhà Với tình trạng vô cùng tỉnh táo Hôm nay lão không hề uống rượu Lão bước vào đến bên giường Còn buông lời cợt nhà Hôm nay thằng nhện có vẻ ngoan nhỉ Không nghe tiếng khóc Hôm nay hết tiền nhậu nhẹt rồi Ngày mai Mày qua nhà bà già kia Đòi tiền cho tao vừa nói lão vừa xoay lưng cởi áo ném xuống cái ghế gần đó bà nương không chần chừ lật mảnh áo đang đắp quanh người qua một bên bà cầm con dao nhọn nhanh chóng lao đến đâm thật mạnh vào lưng của lão dồn hết công lực dồn hết sức mạnh cứ như vậy mà dần tay xuống vặn vẹo cán dao đến đâu tiếng gầm gừ trong miệng của bà cũng tự nhiên mà thốt lên chết đi chết đi hôm nay mày phải chết Tưởng chừng như có thể khống chế được lão già đê tiện này, nhưng bà nương đã sai rồi. Hắn mạnh mẽ hơn bà nghĩ, hắn như một con thú bị thương, thốt lên một tiếng thất thanh, rồi nhanh như cắt, gạt mạnh tay của bà. Dùng cùi trò đẩy cả thân thể loạn trọng của bà lăn ra. Khửu tay của bà bị đánh xuống nền gạch đau nhói, bà còn chưa định hình được mọi chuyện, thì dưới ánh điện nhập nhòe, đã bị ăn trọn, hai cái tát của tên đàn ông máu lạnh này. Vừa tát, lão vừa gầm gừ phát tiết. Khốn nạn, mày dám đâm tao à? Đâm này! Sau hai cây tát như trời giáng vào mặt của bà, lão ta khựng lại, cười nhạo, khuôn mặt vô cùng đau đớn. Vừa nói vừa thở như trâu bị cưa sừng. Là mày, con già này, mày muốn chết chứ gì? Mày dám động vào ông à? Vậy thì ông cho mày tọa nguyện. Ngày hôm nay, ông cho mày chết. Liên tiếp những cú tát không nhân nhượng vào mặt của bà, khiến cho bà nương say sầm mặt mày, bà không thể nào chống cự được nữa. Bà nằm đấy chảy nước mắt, hòa quyện với máu từ miệng dì ra. Trên khuôn miệng đó, vẫn mấp máy lời, để chửi lão vài câu. Mày phải chết. Tao không thể tha cho mày. Còn điếm, mày vừa nói cái gì? Mày đang nằm dưới đất đấy, chứ không phải là tao đâu nên người chết chắc chắn không phải là tao rồi mà chính là mày mày nói ngay mày đã biết chuyện gì con xuyến đâu mẹ con nhà nó đi đâu rồi mày không cần phải nói nhiều đâu tao ném mẹ con nhà nó xuống sông rồi mày có giỏi thì mày giết tao đi còn quỷ cái mày dám đụng đến con trai của tao nói ngay mẹ con nó đang ở đâu bây giờ thì mày thừa nhận đó là con trai của mày rồi chứ gì <laughs> Hả hê quá Nhưng không bao giờ Mày gặp được con của mày nữa đâu Trước khi chết Mày phải chịu cảm giác mất đi đứa con của mình Tao đã dìm chết mẹ con nhà nó rồi Đến cái xác Cũng đừng hòng mày tìm thấy Lao nháo thật Mày dám đụng đến máu mù của tao Hôm nay mày phải chết Mẹ kiếp mày dám chơi ông à Vậy thì ông cho mày toại nguyện Lão không thèm đánh bà nữa. Lão bỏ dậy tìm kiếm con dao khi nãy, đã rơi đi đâu mất. Tìm kiếm xung quanh, đến khi loạn choạng tìm thấy, lão mới sờ tay lên vết thương sau lưng của mình. Lão cười khẩy, nói với bà. Chỉ là một con mũi, mà đòi đốt ni nốc à? Đời của mày tàn rồi đấy. Ngoài rên rỉ dưới thân của tao, thì mày không làm được cái gì đâu. Hôm nay tao tha cho mày một mạng, bởi vì tao còn phải đi tìm con trai của tao. Tao không muốn đi tù vì tội giết người. Nhưng từ ngày mai trở đi, mày phải sống trong địa ngục. Nếu mày không mang con trai của tao trở về, mày phải thế mạng của những người xung quanh. Trước mắt là thằng cháu của mày, con em chồng của mày và có lúc sẽ là con cái của mày. Mày nhớ cho kỹ, ba đứa con của mày, tao không đe dọa đâu, tao làm thật. Mày dám đùa với bố mày à? vì quá đau đớn ở vết thương lão sáu không chần chừ ở lại thêm nữa vội vàng bước ra ngoài cổng đánh xe trở về vết thương không làm lão tê liệt nhưng lại không đủ sức để giằng co là hét trong căn nhà xa lạ nếu ai đó vô tình nhìn thấy lão có thuật phân thân cũng không thể nào giải thích ở đây với bà già chồng chết kia chỉ có thể là xui xẻo lão đành lái xe đến chỗ bạn nhậu đổ rượu vào vết thương để rửa nó chịu đau để ghim hận thù bà nương biết lời đe dọa của lão sáu không phải là chuyện đùa bà đưa tay lau đi vết máu trên miệng lồm cồm mặc áo khoác bước chân về lại nhà của mình con dao chứng cớ đâm lão sáu lại bị lão cầm đi mất trên đó có dấu vân tay của bà lỡ đâu một ngày bà phải ngồi tù vì tội hành hung người khác thì cơ hội trả thù không còn nữa bà lo sợ thật sự giây phút này bà chỉ cảm thấy lo sợ. Tiếng động trong đêm vắng kèm theo tiếng nôn ọe của bà Nương đã đánh thức giấc ngủ của cô Phượng. Bà mò về đến nhà cũng không thể nào trốn chạy được câu hỏi của cô em chồng lúc này. Chị dâu, sao lại nôn ọe thế kia? Thổi chết mấy hôm em lại bận, em quên khuấy đi. Ngày mai em đưa chị đi khám nhé. Không được, không được. Trước thái độ sợ hãi vội vàng của bà Nương Lại càng khiến cho cô Phượng thắc mắc Chị bị làm sao thế? Không được cái gì Nô nọe cả tháng rồi Chứ còn chủ quan cái gì nữa Tôi bảo không được là không được Từ ngày mai Cô cho thắng nghĩa ở nhà Không có học hành gì hết Chị làm em cáu rồi đấy Tóm lại là có chuyện gì Chị nói rõ cho em nghe xem nào Chị bị làm sao thế kia Mặt mày tại sao lại chảy máu thế kia Lão Sáu sẽ giết chúng ta mất. Lão phát hiện ra chuyện. Tôi đưa mụ xuyến bỏ trốn rồi. Tôi đã tính sai rồi. Giờ đây chúng ta phải ẩn nấp trong nhà. Không được bước ra ngoài kia. Cô nghe rõ chưa? Chị làm ơn. Chị kể hết tất cả cho em nghe xem nào. Em xin chị đấy. Đến lúc này bà Nương không thể nào giấu thêm được nữa. Bà ngồi xuống ghế và kể tất tần tật cho em chồng nghe. Vừa kể vừa thở hồn hền như ma làm. Về tới nhà nghĩ lại đang còn run rẩy, sờ tay lên vết máu ở khóe miệng, bà còn thắc mắc. Đoạn bà cầm dao đâm vào lưng của lão sáu, không rõ sức mạnh ở đâu mà làm. Cô Phượng nghe tới đâu tròn mắt tới đó, giọng nói của cô run rẩy. Trời đất ơi chị dâu ơi là chị dâu, chị muốn giết người rồi đi tù, khi chị đã 60 à? Chị bị ma nhập rồi, chị có bị thần kinh không? Là ai sai khiến chị hả? À? Tôi cũng muốn chết Cùng với hắn Bởi vì Cái chuyện bà bị làm nhục khó nói ra miệng biết bao Bà không thể nào trơn mồm Nói ra cho cô Phượng nghe được Đành lặng lẽ ấp úng Chị làm sao đấy Chị muốn lão chết Chỉ vì lão cùng với mụ xuyến Lên kế hoạch tống tiền chị á Như vậy đâu đến nỗi Chị đi đâm người ta Chuyện đó chị chỉ cần gạt phăng ra khỏi đầu mà sống thôi Chứ tại sao lại đi âm mưu giết người Chị làm em sợ quá rồi đấy Không phải Mà chuyện là tôi bị lão ta hãm hiếp Trời đất à Tôi bị làm nhục ngay trước di ảnh của anh trai cô Tôi nhục lắm Tôi nhục lắm cô cô biết không Cô Phượng há hốc miệng kinh ngạc Nghe cái tin này Khác gì là xét đánh ngang tai Cô nhìn bà Nương không chớp mắt ấp úng như không tin vào những lời này là hiện thực trái ngang chị chị dâu à chị đừng nói đùa như vậy không vui mọi chuyện là thật sao hắn dám làm như vậy với chị tôi không nói sai một lời trước mặt di ảnh của ông hoạt đây tôi còn rất xấu hổ khi nhắc đến tôi chỉ muốn cùng với lão ấy chết đi để chôn vùi sự nhục nhã này cô có biết không chị tội gì phải chết chị có làm gì sai đâu mà chết em đây này em làm sai với chị bao nhiêu việc em gánh hậu quả nhục nhã nhưng nhưng mà em vẫn ngẩng cao đầu mà sống tại sao chị phải chết bởi vì tôi làm sai với anh trai cô tôi cảm thấy nhục nhã ngoài kia người ta nói gì tôi không quan tâm tôi chỉ muốn đi theo tạ tội với chồng mình cái đó là sai sao đúng là sai quá sai rồi còn gì Chị hơn em cả chục tuổi Mà chị không hiểu vấn đề à Anh ấy chết rồi là chấm hết với chị rồi Anh trai em bây giờ đi đầu thai rồi đấy Có còn nhớ chị là ai đâu mà trách với trả móc Chị mà có chết đấy Cũng không gặp được ông ấy đâu Chị tha cho anh trai em đi Vợ chồng một kiếp là được rồi Không đúng Cô nói sai rồi Ông ấy vẫn nhớ đến tôi Tại sao có thể quên được tôi chứ Cô sai rồi Vậy thì tôi sống còn mục đích gì đây Mục đích à Còn ba đứa con đấy Ba đứa cháu của em nữa kìa Chị muốn chết đến như vậy sao Thế tại sao chị không chết từ 20 năm trước đi Chị sống đến tận bây giờ để làm cái chi Uổng phí quá Anh trai em chả phải người đi xui rủi người khác Để chết theo mình Chị sai rồi đấy chị dâu à Chị đang nghĩ sai về anh trai của em rồi đấy Bà Nương không thể nào nghe thêm được nữa Cánh tay bấu víu trên chiếc ghế cũng theo thân thể của bà rơi xuống bà chạm đất dấm dứt khóc bây giờ quá muộn rồi cô ạ à, con dao tôi đâm lão sáu lão cầm đi kiện tôi rồi tôi có mệnh hệ gì thì lão ta vẫn ung dung sống trên đời này tôi tôi không cam tâm bác cứ bình tĩnh em xem nào em sống với thằng chồng em bao nhiêu năm bị nó hành hạ thừa sống thiếu chết nhưng mà hắn không dám giết em vì như vậy là phạm pháp cùng lắm là đánh đập làm nô lệ thôi mà điều này lão sáu không làm được ở đây còn có em có hàng xóm chị đừng có lo thế nhưng lão ấy lão ấy nói với tôi là hại cả gia đình chúng ta đấy thằng nghĩa không được đến lớp rồi còn cô các con của tôi các cháu của cô em không sợ em từng từ cõi chết trở về bác cứ để em giúp coi như em báo ơn cho bác bác phải tin ở em Em nói được làm được Bác vào đây nằm với em Nếu lão sáu kiện bác ra chính quyền Thì mọi chuyện vỡ lở ngay Lão sẽ tòi ra một đứa con riêng Liệu lão có làm được hay không? Như sáng mắt với câu hỏi của cô Phượng Bà Nương thôi không mếu máu Bà trầm lặng suy nghĩ Thở dài một hơi kìm nén Thôi được rồi Tùy cơ mà ứng biến vậy Tôi nghe lời cô bóng đêm kéo đến đầy đáng sợ lão sáu trở về nhà trong tâm thế tức giận nhưng cũng đầy hoang mang bí mật về đứa con riêng lại bị bà già nương phát hiện chả mấy chốc thì cả cái làng cái xã này biết hết lão ngồi bần thần trước cửa nhà tường làn khói xám đục lất phất trong đêm sợ tay vào con dao được bọc kín trong túi ni lông lão lại tiếp tục những mưu đồ toan tính ghê rợn phải làm cách nào đó để bịt mồm con mụ già này nếu không vợ con của lão lập tức đuổi lão ra khỏi ngôi nhà này lúc đó thì mất nhà mất của mất vợ mất con thật ra nếu như lão là một người chịu khó làm ăn tiết kiệm thì cuộc sống hiện giờ đã khác đằng này làm được đồng nào lão lại đớp cho bằng sạch không cờ bạc rượu chè thì cũng gái gú mảnh đất đang cắm rồi cũng là của nhà vợ để lại miệng ăn núi lở vợ của lão tuy về ngoài ít nói nhưng là người đàn bà ghê gớm sống vì bốn đứa con chứ không phải là vì lão phụ nữ sau khi sinh bốn đứa con cơ thể thay đổi nội tiết tố vợ lão không có hứng thú cũng chẳng quan tâm đến nội tâm của chồng chỉ cần lão mang tiền về là một người cha có đạo đức là đủ nhưng nếu chuyện lão có con riêng bên ngoài liệu đạo đức có còn là thứ duy nhất để níu kéo gia đình này hay không sáng hôm sau cô phượng một mực bắt bà nương lên trạm xá khám bệnh bà cũng đành phải chấp nhận nghe theo giờ đây dù có sống hay chết bà cũng chẳng màng đến nữa đưa mắt nhìn ra con ngõ dài phía trước sợ tay lên khóe miệng còn sưng tấy lòng bà buồn như mớ bòng bong gỡ mãi không được bà không sợ tai tiếng cho mình bà chỉ sợ tai tiếng cho ba đứa con mà thôi sau khi đưa cụ nghĩa đi học cô phượng mạnh mẽ lắm mượn chiếc xe cúc của chú luận chở bà lên trạm xá, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, giống như chuyện đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ hão huyền. Chị không cần phải sợ gì hết, lão sáu không dám làm gì đâu, quên chuyện cũ đi, phải vui lên mà sống, chị còn có em, có cả mọi người bên cạnh, cái tên đấy làm gì được chị chứ. Nhưng mà thằng Nghĩa đi học như vậy, có nguy hiểm lắm không cô? Em dặn cô giáo rồi, dặn cả chú bảo vệ cổng trường. Thằng Nghĩa đi học có cô giáo chú ý. Bác cứ yên tâm, không ai dám bén mảng đến gần thằng con của em hết. Bà Nương yên lòng phần nào. Thật không ngờ hai chị em từng là kẻ thù của nhau, hận nhau đến hơn 20 năm xa cách, không muốn một lần gặp lại. Bây giờ chính cô em chồng lại đang bảo vệ, an ủi cho bà. Có thể tính cách của nó không thiện lành, sẵn sàng gây gổ với người khác. Nhưng chẳng phải chỉ cần bảo vệ được cho bà là tốt lắm rồi hay sao? Lên đến trạm xá chờ đợi được khám bệnh, cô Tâm lại một lần nữa ưu tiên hỏi han đến bà Nương. Cháu mời bác vào trong, bác thấy trong người thế nào ạ? À? Chắc là tôi chỉ mệt vì thiếu chất, hoặc là dạ dày có vấn đề, chứ tôi bình thường lắm. Bác đừng ngại cháu, đợt trước cháu co kê thuốc bổ cho bác, Bác uống có thấy ổn không ạ? Bà Nương vừa gật đầu Vừa kéo áo lên cho chị Tâm thăm khám Mới đưa ống nghe chạm vào lồng ngực của bà Thì bà Nương lại nôn khan Không kiểm soát được Mặt mày đỏ ké Khiến cho chị Tâm hoang mang ấy chết, bác không sao chứ ạ à? Chị Phượng ơi, lấy giúp em cái chậu Trong nhà vệ sinh, cho bác nôn ạ à? Tôi không sao đâu Chỉ nôn khan như vậy thôi Chứ không nôn ra cái gì đâu Nói đến đây chính bản thân của bà cũng bừng tỉnh. Nôn khan sao? Triệu chứng này không phải xuất hiện lúc bà mang thai ba đứa con hay sao? Tại sao lại có chuyện này xảy ra được chứ? Bà tự suy nghĩ rồi vội vàng hỏi chị Tâm. Này, cô y tá, tôi tầm này tuổi rồi, liệu có mang thai được nữa không? Câu hỏi này khiến chị Tâm và cả cô Phượng vừa cầm được cái chậu ra ngoài liền bàng hoàng sừng sốt mang thai ở tuổi 58 sao? Dạ thưa bác chuyện này hư hữu lắm mới xảy đến. Cháu nói thật, ở Việt Nam chưa thấy báo chí hay vô tuyến nói về chuyện này. Nhưng mà chuyện này có thật ạ, xảy ra cũng nhiều trường hợp. Cháu ở trong nghề cháu biết, nhưng mà bác nghi ngờ mình có thai sao? Đúng, tôi có triệu chứng giống khi mang thai ba đứa con trước. Tôi nôn khan mệt mỏi, bụng dưới cứ âm ỉ đau cả tháng nay thôi thế này bác nên đi bệnh viện huyện hoặc ra hẳn thành phố khám cho chắc ở trạm xá còn eo hẹp về trang thiết bị cháu không dám chắc chuyện này cháu chưa gặp trường hợp nào hết kinh nguyệt mà vẫn mang thai được cháu thật sự rất hoang mang ạ à? tôi tôi đang còn kinh nguyệt nhưng mà một năm chỉ có một hai lần thôi không chỉ riêng cô y tá hoang mang đến cả bà và cô phượng cũng đứng hình thắc mắc Cô Phượng còn được một chút tỉnh táo Hỏi ngay Này này em y tá Cho chị hỏi Thế có bắt mạch hay siêu âm được ở đây không Đưa chị ấy vào khám Em nói rồi đấy Chạm mình chỉ tiêm phòng với chị cảm cúm Đỡ đẻ sơ sài thôi Chưa không có thiết bị tiên tiến Chị đưa bác ra huyện càng sớm càng tốt À Em có cái que thử thai Trên huyện người ta phát đang còn Để em đưa cho bác bà nương im lặng không nói gì chị đứng nhìn cô y tá dặn dò rồi gật đầu cho có lệ hai chị em lại đèo nhau về nhà với không khí bao trùm sự im lặng cô phượng muốn nói nhiều lắm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu đến lúc trả xe cho chú luận bà nương còn quên không nói được lời cảm ơn nhìn tình cảnh của chị dâu cô phượng lại càng ngao ngán thôi thì mai ra huyện đi khám cho chắc chị ạ à? Ở nhà cứ mơ hồ thế này Biết đâu mà lần Cô Phượng này Lỡ tôi có thai thật Thì đứa bé này không phải của anh trai cô đâu Cả chục năm nay Tôi và ông ấy vẫn ôm ấp lấy nhau Có chuyện gì xảy ra đâu chứ Cái đêm lão sáu xuất hiện Chính là xuất hiện mọi tội lỗi cô à Bà cứ để đấy Yên tâm đi Để cho em tính Ngày mai đi huyện khám trước xem thế nào Sáng mai ngủ dậy, bác nhớ đi vệ sinh Giữ lại nước tiểu Để thử cái que này nhá Em đi nấu cơm đây Bác vào trong giường nằm nghỉ đi Mạnh mẽ lên Bà nương nằm cũng không yên ổn Bà biết bản thân mang tội Nếu như mang thai đứa con của kẻ khác Không phải là của chồng mình Lão sáu còn lăm le hại bà Hắn là người dám nói dám làm Bà biết phải làm gì Để bảo vệ bản thân bảo vệ những người xung quanh đây sáng hôm sau cô phượng lại tất tả mượn xe máy chở bà nương ra phố huyện lần này thì bà nương chắc chắn bản thân mình có thai rồi cầm chiếc que thử thai hai vạch trên tay mà bà câm nín không còn mong ngóng vào sự trùng hợp nào nữa mất cả buổi sáng trong bệnh viện cuối cùng cô phượng cũng biết được kết quả mà mình cần biết cầm tờ giấy siêu âm trên tay mà cô run rẩy cả chân cả tay. Sao chị im lặng? Chị nói gì đi chứ? Đứa bé này là con của lão sáu thật sao? Ngoài cây gật đầu bi thảm, bà Nương không biết nói gì hơn, lặng lặng bước ra ngoài bãi gửi xe của bệnh viện. Cô Phượng kiên trì theo đuổi. Bây giờ chị tính thế nào? Sao chị im lặng, làm em sót hết cả ruột? Em dâu này, tôi có thai với lão sáu là sự thật bác sĩ khuyên cáo tôi nên bỏ đứa bé đi vì tuổi già không tốt cho cả mẹ cả con tôi đang rất hoang mang lo sợ cố nghĩ xem tôi phải làm gì đây bác còn làm gì nữa chứ phải giải quyết nó đi chứ nếu như là con của anh trai em thì em nói thật em cũng khuyên bác bỏ đi đằng này lại là con của lão già chết tiệt kia thì càng phải bỏ tôi muốn về nhà suy nghĩ cô phượng này cô chở tôi về trong im lặng có được không cô phượng đành nghe theo chị dâu chưa biết làm gì hơn nói nặng nhẹ bây giờ không phải là cách bản thân cô cũng bị chồng phụ bạc gái gú không có tư cách để khuyên nhủ chị dâu chỉ là tối hôm đó tranh thủ lúc bà nương tắm giặt phía sau bếp cô phượng gọi điện ngay cho hà nam tâm sự mấy đứa thu xếp về khuyên mẹ vài câu chưa tao là tao hết cách rồi đấy có chuyện gì thế cô bọn con cũng thu xếp xong rồi qua tuần là về đi ạ à? thế thì bảo với con tây cùng với thằng đông nhá, về đi mẹ mày có thai rồi đấy mà không phải thai của bố mày đâu thôi tao cúp máy đây không bà ấy vào lại mắng tao mách lẻo thế nhá cô phượng không hề hay biết một câu nói chớp nhoáng lấp lừng của cô gây ra bao nhiêu tai họa chỉ sau hai ngày mỹ tây và hà nam bắt xe về quê với mẹ không một lời báo trước và không còn những nụ cười trên môi nhất là mỹ tây hùng hồ cái miệng chất vấn mẹ ơi mọi chuyện là như thế nào mẹ có thai với ai tại sao bố con chết rồi mà mẹ vẫn có thai được chứ mẹ già rồi tại sao lại đổ đốn như vậy ạ à? này tây bớt cái mồm lại cô phượng quát lớn lấn át đi vẻ kinh kiệu mất dạy của đứa con gái thứ hai trong nhà, nhưng tay dường như không nghe không hiểu, nhìn người mẹ còn đang nở nụ cười mừng hụt chào đón các con trở về. Giờ đây lại trở nên mếu máu. càng khiến cho Hà Nam đau lòng, nhưng thực sự cô giống chị gái, muốn biết sự thật ở đây là gì. Này, bớt bớt cái gì mà bớt, còn hỏi mẹ, cái thai này là của ai? mấy đứa vào trong ngồi xuống đi đi đường xa mệt gió mùa đang kéo tới phải giữ ấm các con ạ mẹ mỹ tây tức giận bước vào giường ném đồ đạc quần áo tứ tung nhìn mẹ bình thản không nói năng gì ánh mắt sắc bén nhìn cô phượng mà lòng của hà nam quặn thắt cô gái ngồi xuống ghế bên cạnh hỏi mẹ mẹ ơi con với chị tây không có ác ý gì bọn con lo cho mẹ mẹ đừng trách cô phượng mẹ nói cho hai đứa con cùng hiểu đi ạ à? bọn con cùng chăm sóc cho mẹ các con vào trong tắm giặt cho khỏe đi tôi đến gió lạnh ăn xong cơm tối mẹ nói chuyện với cả nhà sau không ai có thể nổi giận trước lời đanh thép của bà nương ngay cả cô phượng cũng tranh thủ đun nước tắm cho thằng con trai mùa đông đã từng cơn gió lạnh giờ đây không gì có thể sưởi ấm được cõi lòng của bà nương lão sáu cũng không im ắng để mọi chuyện như vậy lão cho người đi tìm mụ xuyến thám thính tình hình ở trong xã ngoài thôn lão cần đứa con trai để nối dõi tông đường không thể nào để cho bà nương mặc sức trêu đùa ngay trong đêm không có kết quả mấy người bạn nhậu thay nhau chăm sóc vết thương bị đâm của lão mọi người lúc này cũng ngao ngán tính kế tốt nhất chuyện này Ông phải nhẹ nhàng thôi Giả vờ hối lỗi với bà già đấy đi Sau khi có được lòng tin của bà ta Thì thiếu gì cách Khiến cho bà ta Biến mất khỏi trái đất này Tôi thấy ông Tiệp nói đúng đấy Lão Sáu này Không thể làm cương được Phải mềm một chút Từ xưa đến nay mềm dẻo Lúc nào chả thắng Nghe tôi Ngày mai ông qua nhà bà Nương Xin lỗi năn nỉ đi Rồi chúng tôi tính kế tiếp cho Thôi mấy ông lo băng bó vết thương cho tôi đi chuyện của tôi cứ để tôi tính ngoài miệng thì nói thế thôi nhưng trong lòng lão rõ ràng hơn ai hết lão ưng cái kế sách này lạt mềm buộc chặt lão tiếp tục mềm mỏng với bà sau đó đánh úp một trận khiến cho bà không kịp trở tay hả hê lắm với ý nghĩ trong đầu lão cười mỉa mai có ai nào thấu Trong căn nhà ba gian khang trang, sau bữa cơm tối, Hà Nam bịn dịn ngồi bên cạnh mẹ. Mỹ Tây với chiếc di động Nokia đen trắng gọi điện cho anh Đông bao nhiêu cuộc, nhưng lại không thấy anh trai nghe máy. Cô tức giận, đổ tội lên em út. Tao bảo với mày rồi, không có việc làm, không bận con cái, thì mày về đây ở cùng với mẹ. Nhưng mày không chịu cơ, bây giờ thì mày sáng mắt ra chưa? 60 tuổi còn chửa vô lý. Chị đừng có cao gắt nữa Có ăn có học Thì chị phải tìm hiểu cho rõ chứ Chuyện có bầu ở phụ nữ Ở tuổi của mẹ không phải là hiếm Chị đọc báo thì biết thôi Còn em có ở cùng với mẹ hay không Em tính từ trước rồi Em còn phải đi chạy chữa Kiếm đứa con Em đấy mới là người đau lòng nhất Chị không thương em Chị còn trách móc em cái gì Mày đi tìm con Cả mấy năm nay rồi Nếu có thì có rồi không đợi đến bây giờ mày đừng có mà ngụy biện chị hay thế nhở em nói là bây giờ mới may mắn gặp được bác sĩ mắt tay cơ mà hai chị em ruột thịt cãi nhau vì mẹ bà nương bực bội quát lớn hai đứa có im không tại mẹ tất cả là tại tao được chưa chúng mày được ăn học nên chứng khôn hơn cả vịt không nói chuyện được nữa thì cút thì im đi ôm quần áo rời khỏi nhà của tao ngay Kìa mẹ, mẹ bớt giận Là con sai Con làm em út mà cãi chị Là lỗi tại con Nhưng sự thật bọn con rất lo cho mẹ Mẹ kể cho con nghe hết mọi chuyện có được không Mẹ đừng giấu bọn con ạ à? Nghe con gái út nhẹ nhàng tỉ tê Cơn giận của bà Nương cũng nguôi ngoai phần nào Có cả cô Phượng Vừa bắt cô Nghĩa ngồi học bài Trong gian buồng Xong xuôi cô bước lại gần chị dâu ngồi xuống thở dài lắng nghe tất cả mọi điều thầm kín bà nương từng lời mấp máy kể lại hồi ức cùng với ông hoạt kể về tổn thương bản thân mình phải nếm qua kể về sự vùi dập thân xác mà lão sáu mang đến nước mắt ở đâu không tự chủ cứ như vậy khóc òa bỗng nhiên bà trở thành một đứa trẻ bị tổn thương cần vòng tay của người mẹ sưởi ấm và che chở hai đứa con gái nghe xong hà nam thì cúi gầm mặt kìm nén nức nở còn mỹ tây thì bạo gan nói luôn mẹ có khóc lóc bây giờ cũng đâu giải quyết được mọi chuyện con luôn thấy mẹ mạnh mẽ không ai bắt nạt được mẹ cơ mà tại sao lại có chuyện ông sáu hãm hại được mẹ chứ trừ phi là mẹ chấp nhận ông ấy cả ba người còn lại đều trố mắt kinh ngạc trước lời nói của tây bà nương nín bặt không tin nổi vào tai của mình đứa con gái này của bà đã thay đổi rồi sao nó có thể nói ra một lời đau lòng đến như vậy cô phượng thấy quá chướng tai gai mắt con kia mày bị điên à mày dám nói mẹ mày thế à cô không có quyền được lên tiếng ở đây tôi về đây tôi nói cho cô biết cô không có quyền được sống trong ngôi nhà này cô nghĩ lại đi những gì cô làm với mẹ tôi cô còn tư cách gì mà nói tôi M mày... Mày mày cái gì? Tôi mất dạy, liệu có bằng cô không? Ông bà nội chết còn chưa ấm đất. Cô bán nhà bán đất cho người ta, khiến bố mẹ tôi phải bế bồng ba đứa con chạy nạn. Là bố mẹ tôi hiền, chứ tôi không hiền, để cho cô ngồi lên mặt. Cô to mồm nói người ta, mà cô không nhìn lại bản thân của mình à? Cô Phượng xấu hổ lắm, tùi nhục, thu lại nét giận dữ, đành cúi đầu ngồi im như pho tượng. Mỹ Tây nói không sai. Vì nói quá đúng, nên cô không thể nào phản ứng lại. Đưa mắt nhìn chị dâu cầu cứu. Bà Nương lại cạn lời với suy nghĩ của con gái. Bà đành nhỏ nhẹ. Mẹ không có gì để giải thích với con. Hai đứa đi đi. Mẹ không cần các con về đây. Các con bây giờ có cuộc sống riêng. Hãy bồi đắp cho nó. Các con có trách mẹ. Cũng là quyền của các con thôi. Đi là đi thế nào được. Còn con nói gì cũng đều là muốn tốt cho mẹ. Bọn con mà đi, bà cô em chồng này để yên cho mẹ à? Bà ta lại về đây lừa bán đất bán nhà của mẹ đấy. Tưởng dễ ăn à? Cô ta lừa được mẹ, chứ không thể nào lừa được bọn con. Mỹ Tây, con không được hỗn. Con không hỗn không được thưa mẹ. Mẹ quên quá khứ nhanh như vậy sao? Nhưng mấy anh em con thì không bao giờ quên được. Mẹ tính đuổi bọn con đi. Để ở cùng với người đàn bà hãm hại mình sao? Mỹ Tây à, con có biết người chăm mẹ ốm, đưa mẹ đi bệnh viện, bảo vệ cho mẹ thời gian qua là ai không? Còn có biết những bữa cơm đầm ấm, những lời quan tâm chăm sóc thời gian qua là của ai không? Các con đi biển biệt, đủ lông đủ cánh bay nhảy, có nhớ gì đến mẹ già này không? Trước đây còn có bố con, mẹ không nói làm gì. Giờ đây nếu như không có cô Phượng, mẹ biết tìm ai bầu bạn đây mẹ nói đúng bọn con còn phải lo cho gia đình riêng của mình nhưng đó là quy luật mẹ không thể nào trách bọn con được nhưng mẹ bênh vực cô phượng là vô lý cô ta giả vờ về đây có thể chiếm hết của mẹ chiếm được đất có tiền chỉ giả vờ một thời gian ngắn thôi là có tất cả ai mà chả làm được con hiểu quá rõ rồi và con không thể nào chấp nhận không chấp nhận thì con tính làm gì đây Mị Tây khựng lại đôi chút, vì chưa biết phải nói gì tiếp theo. Những gì cô muốn là mẹ phải đuổi mụ đàn bà kia ra khỏi nhà. Đơn giản thế thôi. Giờ đây đối mặt với lời trách móc của mẹ, Tây chỉ biết tìm cách kéo dài thời gian. "Đợi anh Đông về, chúng con họp lại với nhau. Con nói từ trước kia rồi, đón mẹ vào trong kia ở cùng với bọn con. Giờ mẹ lại có bầu, biết tính làm sao?" mẹ chỉ muốn nói một câu thôi cô phượng và thằng nghĩa nó là máu mù ruột già với gia đình chúng ta không phải đi đâu hết mẹ cũng không đi đâu cả nơi đây là nhà của mẹ các con bớt bàn tính lại đi nói ít hiểu nhiều vậy còn đứa bé thì sao mẹ tính thế nào ạ à? bà nương còn đang sốc với kết quả siêu âm có biết phải trả lời con gái thế nào đâu bà đưa ánh mắt thăm dò ba người ngồi cạnh đứng lên dứt khoát nói một câu trời cho thì phải giữ thôi các con hãy xem như em của mình hãy chấp nhận thêm một thành viên trong nhà dù là trai hay là gái mẹ cũng đặt tên em là bắc mẹ không được mẹ đứng lại nói chuyện với con cái gì mà đứa con trời cho kìa mẹ mẹ đứng lại ngay mặc kệ lời nói của tây bà nương bước vào trong buồng thu dọn chăn màn nằm xuống nghỉ ngơi Bà mệt mỏi lắm rồi Chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu Dù bà thừa biết Phía trước còn quá nhiều khó khăn Bà cần phải đối mặt Không để cho mẹ tọa nguyện Mỹ Tây dắt chiếc xe đạp ra ngoài cổng Hùng hồ đạp nhanh đến nhà lão sáu Cô phải đi tìm người gây họa cho mẹ cô Phải tìm để tính sổ Một hành động điên rồ này Khiến cho cô Phượng và Hà Nam Chố mắt kinh ngạc Phải chạy theo nó Hà Nam này con sang bên nhà chú Luận Bảo với chú ấy một tiếng nhanh lên Còn tay nó bị điên rồi 9 giờ tối Lão Sáu ung dung đánh xe ba gác về nhà Vết thương sau lưng còn âm ỉ đau Khiến lão chạy xe chậm hơn thường ngày Con đường đêm không một bóng đèn Tối om như than đen bao phủ Chỉ có duy nhất chiếc đèn pin Le lói giữa con đường làng Bỗng lão nhìn thấy Có một chiếc xe đạp ở phía trước Không nhận ra đó là Mỹ Tây Con gái của bà Nương nên lão lúc này lại nổi máu dê, ngó đầu chiêu chọc. Này, cô gái là ai đấy? Đêm hôm đạp xe có một mình, mà bắt đi bây giờ. Không phải chuyện của ông, đừng có xỉa mõm vào. À, nghe khẩu khí quá nhỉ? Thấy cô gái cá tính, thân hình nõn nà trước mắt. Lão Sáu đánh xe lên trước chặn đường, không thể tin ở làng. Trong đêm tối này, ông trời lại cho lão gặp được mỹ nhân, có giọng nói chanh chua như vậy. Qua ánh đèn pin chiếu rọi, lão thấy Tây rất giống ai đó, nét đẹp này không thể nào nhầm lẫn với ai. Hắn khựng người, hỏi dò. Cô gái là con nhà ai đấy? Lang thang giờ này không phải là dành cho gái nhà lành đâu. Gái hư, mới đi đêm đấy. Tôi là con nhà ai làm gì đi đâu kệ mẹ tôi, ông tránh đường ra. Nghe khẩu khí, nhìn nét miệng đanh đá, đến chín phần giống với bà nương lão sáu chột dạ gầm gừ to mồm thật nếu tao không nhầm thì mày là con gái của mụ già nương có phải không đúng thì sao ông biết danh mẹ tôi thì tránh đường tôi còn có việc phải làm thắc mắc không biết giờ này con gái của bà già đó còn đi xuống cuối thôn làm cái gì lão tò mò đổi giọng già là hỏi han tưởng ai con gái của bà nương thì chú biết nào, cháu muốn đi đâu? Chú chỉ đường cho. Tôi cần đến cuối làng tìm người, không cần ông chỉ, tôi đang bực bội, tránh đường ra, tránh. Vừa nói Mỹ Tây vừa lách chiếc xe đạp qua đường khác, tránh được chiếc xe ba gác vài phần nhưng lại bị lão sáu đưa tay kéo về phía sau. Cô bé đi tìm ai? Con của mẹ nương lại đi tìm người, không lẽ muốn đi tìm chú sao? Ông nói như vậy là sao? Ông thả tay ra đi. Ông là ai? Là ai không quan trọng. Nhưng cả mẹ cả con nhà mày muốn tìm tao làm gì? Đến nhà tao làm gì? Vừa nói lão sáu vừa kéo mạnh chiếc xe đạp về phía sau khiến cho tay bị trượt chân mất thăng bằng. Cô ngã chồng vó ra nền đất. Loạn choạng còn chưa kịp đứng dậy. Lão sáu không nhanh không chậm vứt chiếc xe qua một bên bước đến gần túm tay của cô đè cả người của cô xuống đất miệng đe dọa chạy đi đâu mà chạy chứ người ở đây rồi muốn làm cái gì thì làm đi ông là ông sáu sao mẹ kiếp ông thả tôi ra tôi la lên bây giờ không kịp lên tiếng kêu la thất thanh mỹ tây bị lão sáu lấy tay bịt miệng kéo cô ném vào góc đường tắt đèn pin hắn thì thầm bên tai của cô cả mẹ cả con nhà mày lúc nào cũng tìm tao gây chuyện tao cũng muốn dừng tay lắm nhưng không kịp nữa rồi sức mạnh của người đàn ông này thật sự quá ghê gớm một cái quan tài ba bốn người khiêng một mình lão còn khiêng được thì cái thân xác đàn bà hơn bốn mươi cân của tây ăn thua gì với lão lão gầm gừ quên cả vết thương đau lửa dục vọng hừng hực bên dưới quần lâu lắm rồi lão chưa được thỏa mãn lão phải tận dụng cơ hội mà ông trời ban cho mỹ tây không thể nào kêu gào miệng chỉ ư ư vài tiếng yếu ớt chân tay muốn đạp thẳng cũng đành bất lực nước mắt hai bên đã dâng đầy con ngươi trong đầu óc của cô lúc này mới thống khổ nỗi đau của mẹ cảm nhận được sự sợ hãi mà bà nương đã trải qua cô ấm ức tùy hờn cầu trời khấn phật mong có người bắt gặp mà cứu giúp cô bóng tối bao trùm lên tất cả một ánh đèn le lói cũng không được ban phát mỹ tây sợ hãi vùng vẫy dưới lề đường đất đá dưới lưng như đang trà sát vào cơ thể mỏng manh yếu đuối phía trên một thân người đàn ông khốn nạn đang hì hục tìm cách để chiếm đoạt lấy phần dưới của cô cô thật sự không muốn chuyện này xảy ra cô không muốn bị làm nhục cô thật sự đã quá nóng giận mà mất khôn cô chỉ ước nghe lời của mẹ yêu thương và thấu hiểu mẹ nhiều hơn mỹ tây càng vùng vẫy lão sáu lại càng hà hê tao cũng muốn đấm cho mày vài phát cho mày ngất đi nhưng mà tao không làm thế tao muốn mày phải vùng vẫy phải thỏa mãn chứ không thể nào giống với con mẹ của mày bà ta cứng đơ như củi khô mày hiểu chứ ừ. mẹ mày rất kém cỏi mẹ mày nằm im cho tao hành hạ mẹ mày ngu ngốc hưởng thụ chắc chắn là rất sung sướng Mày cũng được sung sướng như thế thôi Phải tranh thủ đi chứ Mỹ Tây cầm nín Không thể nào thốt nên lời Nước mắt tứa ra ướt đẫm Cõi lòng nhục nhã vô cùng Khi phải nghe những lời dâm tục Của cái thằng cha già mất nết này Lão đang cố gắng kìm kẹp tay dưới thân Dùng một tay bóp lấy Hai cổ tay của cô Vết thương sau lưng của lão bị động Nhói đau một nhịp Lão khựng người trong giây lát cựa quẩy thân dưới, điều chỉnh vết thương cho đỡ đau. Thì thật may mắn, Mỹ Tây nhanh chóng chớp lấy cơ hội này, nâng chân đạp mạnh vào vùng kín của lão, nhắm mắt lại, dùng hết sức mà đạp. Cứ vừa đạp, cô lại vừa chửi. Thằng chó, cút đi, cút đi! Có ai không? Giúp tôi, cứu tôi! Bởi vì đau chỗ vết thương cũ, lại thêm cú đạp vào hạ bộ đau điếng, lão sáu không thể nào chịu đựng thêm được nữa phải buông tay khỏi miệng của tây để mặc cho cô la hét lão không sợ chịu đau đuổi theo cô ngay tức thì ngay trong bóng đêm mù mịt đó mỹ tây không còn tâm trí nào để nhớ đến chiếc xe đạp của mẹ cứ như vậy cô chạy ngược về phía nhà mình tìm sự cứu giúp ở phía sau cô là tiếng bước chân rầm rầm của lão sáu lão đang bị dục vọng xâm chiếm lão thực sự bị điên mất rồi tiếng hét thất thanh của tây bắt đầu được sự chú ý chó sủa mèo kêu bắt đầu dâm gian ánh điện nhập nhòe rồi rõ dần ở phía trước mắt cô vừa chạy vừa thở chỉ kịp nói một câu rồi ngất lịm khi nhìn thấy mẹ và cô phượng đang vội vàng chạy tới mẹ ơi cứu con tây ơi tây con bị làm sao thế này nhìn con gái ngã lăn xuống đất ngất xỉu bà nương và cô phượng hốt hoảng chạy đến ôm lấy cô. Miệng méo sạch khi nhìn thấy lão sáu hồng hộc xuất hiện ngay trước mặt. Bà điên máu chạy đến, vùng tay tát vào mặt của lão. Bà nương vừa đánh vừa chửi liên mồm. Lão già chó chết. Mày đã làm gì con gái của tao? Tiếng lạ hét của bà nương vang xa cả một vùng. Sự phẫn uất hẳn sâu trong đôi mắt có nhiều nếp nhăn của bà. Nhưng không ai có thể nhìn thấy nó bà hận bà căm thù người đàn ông này kiếp trước oán hận nợ nần gì với nhau mà kiếp này bà khổ cực hy sinh vì lão quá nhiều đến như vậy từ lúc chồng bà còn sống đến lúc ông ra đi chưa thanh thản cũng là chính hắn xìa sói đâm trọt bà tức giận bà vừa đánh vừa cắn hắn đầy hận thù đối với lão sáu cơn dục hòa còn chưa tan biến hắn chỉ còn một chút nữa thôi là đuổi kịp tây có thể đẻ ngửa cô ra mà ngấu nghiến. Lúc này vừa tuột mất con mồi, lại vừa bị bàn tay thô kệch của bà nương đánh trả. Hắn điên cuồng, hất mạnh tay của bà, vung tay vào mặt của bà và tiện chân đã từng cú vào người, vào bụng của bà nương. Bà nương chưa kịp trả thù cho con gái, thì cơn đau âm ỉ đang truyền đến từ bụng. Cả cơ thể quỵ ngã dưới mặt đường, chân tay xước sát, Nước mắt từ đâu bỗng chốc ướt nhòe Bà nhăn nhó mặt mày Với tay nói với cô Phượng Phượng ơi Con Con của tôi Ôi chị dâu ơi Làng nước ơi Có kẻ giết người Cứu với Có ai không Cô Phượng gào lên thảm thiết Để mặc đứa cháu Tây nằm ngất giữa đường Cô chạy lại chỗ chị dâu Thường xót suýt xoa Lão Sáu lúc này đứng người Trước tình cảnh trước mắt Lão chết lặng vài giây Rồi quay lưng muốn bỏ chạy Thế nhưng thật may mắn Bởi vì chú Luận bà Hà Nam Đã đánh xe tới kịp Dân làng nghe tiếng la hét ồ ạt cầm đèn pin chạy ra ngoài đường nghe ngóng Lão Sáu biết mình vừa mới làm điều ngu xuẩn cuống cuồng chạy trôi chết. Chú Luận nghe lệnh của cô Phượng, ném cái xe cúp 81 xuống đất, đuổi theo lão Sáu, đạp chân vào sau lưng của hắn. Thật may, chú luận đạp chúng vết thương còn âm ỉ của hắn khiến cho hắn ngã sấp mặt xuống đất mồm kêu la oai oái mẹ kiếp thằng chó luận mày dám đụng đến bố mày anh đừng có già mồm đứng lên chịu tội đi tội cái mà mẹ nhà mày tao xiên chết cả lũ chúng mày bây giờ mời anh tôi thách cả lò nhà anh đấy sống thất đức nó vừa thôi nhục nhã thay cho vợ con của anh không nhiều lời chú Luận nằm đè lên người của lão, chờ Hà Nam hô hoán dân làng ra giúp một tay. Ai ai cũng chăm chú vào việc bắt lão sáu vì tội hành hung đánh người. Người thì mang dây trói, người chạy đi báo bác trường thôn cùng với công an xã. Không có ai để ý đến người đàn bà ngất liệm giữa đường. Hạ thân, đang chảy máu ồ ạt. Trong tiềm thức của bà lúc này, bà nhìn thấy ông Hoạt mỉm cười với bà, đưa bàn tay gân guốc ra phía trước, trực chờ đón bà đi. Đi đến nơi nào đó bà không rõ, nhưng đây chính là điều bà Hằng mong ước. Bà mong được nhìn thấy ông một lần trong giấc mộng, và điều ước đó đến nay đã thành sự thật. Bà Nương tỉnh dậy ở bệnh viện, cũng là nửa ngày trôi qua ngay sau đó. Ánh nắng chiếu dọi vào khuôn mặt nhăn nheo, thiếu sức sống của bà. Bà từ từ mở mắt, mỉm cười như đang ở rất gần với ông Hoạt. "Mẹ ơi, mẹ. Ơn trời, mẹ tỉnh rồi à? Mẹ thấy thế nào? Mẹ có đau bụng lắm không ạ?" À? "Mẹ ơi, mẹ có nhận ra hai chị em con không? Mẹ ơi con xin lỗi. Mẹ nói gì với bọn con đi ạ." À? Nhìn hai đứa con gái đứng chung quanh, vừa gọi bà vừa khóc, bà thật sự muốn lãng quên đi mọi chuyện. Hóa ra gặp ông Hoạt chỉ là trong giấc mơ mà thôi ừ mẹ không sao mẹ đang ở đâu thế này đỡ mẹ ngồi dậy nhanh lên mỹ tây là người hoàng sợ nhất sau một đêm chật vật với nỗi kinh hoàng suýt bị làm vấy bẩn thân thể cô mới đặt bản thân mình vào vị trí của mẹ để thấu hiểu thì ra cái giây phút mẹ đối mặt với lão sáu nó kinh hoàng thế nào hơn ai hết trong lòng cô lúc này mới thương mẹ yêu mẹ nhiều hơn nếu như hôm qua bà nương không vì cô mà lao vào đánh đấm với lão sáu có lẽ mẹ cô không bị sầy thai nhìn mẹ đau đớn hôn mê gặp cả ác mộng cõi lòng của cô đau buốt mẹ ơi là con sai với mẹ con làm thế này khiến cho mẹ mất đi em bắc rồi còn ngủ ngốc con nóng vội mẹ cứ trừng phạt con đi ạ à. con vừa nói cái gì em con không còn sao thằng cha sáu nó đạp chết cả con của nó rồi sao bà nương như không còn bình tĩnh bà bật dậy khỏi giường đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng bệnh trắng toát mùi thuốc sắt trùng còn vương vấn nơi chóp mũi của bà nó gần lắm nó ở ngay phía dưới cơ thể của bà bà cười như khóc đưa tay sờ lấy bụng của mình bà hà hê đây chẳng phải là điều mà con muốn sao Tây? Nó thành sự thật rồi đấy. Bây giờ không còn gì vướng bận nữa rồi. Chị hài lòng chưa? Kiểu mẹ là con sai, con xin lỗi. Giây phút còn bị ông ta đè dưới đường, con mới biết đến nỗi sợ của mẹ. Con cũng đau lắm mẹ ơi. Mẹ đừng giận con, mẹ tha lỗi cho con ạ. Hai đứa đi ra ngoài ngay. Mẹ muốn một mình đi làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Mẹ phải đi tìm lão sáu tính sổ Hôm nay ông ta phải chết Hai đứa nhanh lên Mỹ Tây cản mẹ không được Phải đưa ánh mắt cầu cứu em gái Hà Nam là người quan sát rộng Nói ít hiểu nhiều Nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của mẹ Thao mấy sợi dây chuyền nước Dịu dàng nói với bà Mẹ bình tĩnh một chút Lão Sáu giờ đây bị bác phê Và công an đưa lên xã tạm giam rồi Mẹ phải khỏe để mà có sức chống lại lão trong lúc mẹ hôn mê chị tây có viết đơn tố cáo đơn tường trình lại sự việc mẹ cứ ở đây dưỡng bệnh cho tốt mẹ nghe con nhé mẹ có bị bệnh gì đâu mà dưỡng mẹ vừa mất đi đứa con đã có nhịp đập của trái tim rồi đấy hai đứa có biết không con là người hiểu nhất mà nam tìm một đứa con đâu có dễ dàng gì nó đâu có tội tình gì mà phải chết còn có khai báo với bác Phi Rằng đứa bé là con của bố Không liên quan gì đến ông Sáu Nên chắc chắn ông ta tội chồng thêm tội Mẹ cứ bình tĩnh Suy ngẫm một chút Đứa bé này mất đi Cũng giúp chúng ta trừ khử được một tên lưu manh mà Ông ta khốn nạn như thế Mẹ tiếc làm gì chứ Mẹ lại giường ngồi xuống đi Con kể chuyện cho mẹ nghe nhé Bà Nương lúc này nguôi ngoai hơn một chút Bùng thõng cánh tay để hai đứa con dìu bà lại giường bệnh mỹ tây biết ý đi gọi y tá vào chăm sóc cho mẹ chỉ còn lại hai mẹ con hà nam tiếp tục thò thẻ mẹ à chị tây cũng tội nghiệp lắm đêm qua chị ấy thức trắng bên mẹ nhìn mẹ trải qua bao nhiêu cơn ác mộng chị ấy khóc sưng cả mắt chị ấy biết tội rồi khổ thân mẹ ạ à. suýt chút nữa bị lão sáu hãm hại Mẹ nên tha thứ cho chị Bây giờ chị nhận ra cái sai rồi mẹ Hà Nam này Con nói xem Em bắt nó có hận mẹ không Con có xin em về Để mẹ chôn cất Rồi làm phước cho em nó không Con có làm hết rồi mẹ ạ Đợi mẹ khỏe Mình về làm lễ cho em Thế thì tốt Để nó không oán mẹ Là mẹ có tội Mẹ sẽ gánh Mẹ phải bắt lão ta trả giá cho tất cả những gì lão ta làm với mẹ. Bà Nương nói xong ánh mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm ra ngoài phía cánh cửa. Một lời nói về Mỹ Tây đều đánh trống làng. Bà chưa biết phải đối mặt với con gái về chuyện này thế nào. Bà thương nó, sợ nó bị lão sáu làm nhục. Có lẽ vì vậy mà bà muốn trốn tránh một sự thật. Sự thật là bà bị lão cưỡng hiếp. Sau khi truyền nước và nghỉ ngơi tại bệnh viện 3 ngày, bà Nương được xuất viện về nhà. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác nỗi lòng của bà tang thương. Trồn cất cúng bái cho đứa con có tên mà chưa nên hình, bà quay quắt vật vã. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bà mất chồng mất con, giờ đây trong gia đình lại có quá nhiều mâu thuẫn. Bà câm lặng, mặc kệ các con muốn làm gì thì làm. Sau quãng thời gian bận rộn với công việc, và thu xếp chuyện gia đình ồn thỏa cuối cùng đông cũng đưa vợ con về thăm mẹ đây cũng chính là điều an ủi lớn nhất đối với bà nương thằng con chỉ muốn thoát cảnh nghèo khó chỉ muốn cút khỏi vùng quê rắc rối không muốn bon chen với những kẻ lắm mồm ở vùng quê này thế mà ngày hôm nay lại đon đà về quan tâm chăm sóc cho bà mẹ ơi mẹ mẹ ăn tí cháo gà vợ con nấu kèm với đậu xanh ngon lắm con thổi nguội cho mẹ nhé. Cứ để đấy cho mẹ. Đồng này, mọi chuyện cũng xong rồi. Mẹ khỏe nhiều rồi. Ngày mai con chờ mẹ lên ủy ban. Mẹ muốn giải quyết lão Sáu. Mẹ cứ yên tâm, con có dò hỏi bác phê rồi, có giấy mời mẹ vào thứ hai tuần sau. Mẹ cứ nghỉ ngơi thêm nhé. Mẹ không thể nào trì hoãn thêm được. Đồng à, con phải giúp mẹ đòi lại công bằng cho mẹ đồng lúc này mới thấu hiểu cảm giác anh là một người đàn ông trụ cột trong nhà hắn bỏ bát cháo xuống giường nắm lấy tay của mẹ khẳng định chắc chắn mẹ yên tâm con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ và em tây từ nay mẹ đừng giấu con chuyện gì mẹ khổ cực mãi rồi lo cho các con cả đời còn ngu ngốc nên bây giờ mới thấu hiểu mẹ cứ tin ở con con nhất định nói được làm được mẹ yên tâm rồi hãy yêu thương gia đình mình yêu thương các em của con đông à rồi mẹ cũng không thể nào sống mãi cùng với các con được con là anh cả phải biết bảo vệ tổ ấm của mình con nghe chưa vâng con xin nghe lời mẹ bây giờ mẹ ăn cháo cho nóng nhé bà nương nghe xong nhẹ lòng lắm ăn hết tô cháo gà nóng cả tây và hà nam đứng bên ngoài cũng nghẹn lòng hối hận Mấy đứa con lớn lên ra đời lập nghiệp đã bao giờ nghĩ đến những điều mà mẹ vừa mới căn dặn hay không? Hay chỉ biết hậm hực bon chen, tranh giành nhau từng chút một? Tây là đứa nghẹn ngào nhất, cô còn là đứa đầu tiêu, đòi bán đất của mẹ. Cô chính là người ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Tây ôm lấy khuôn mặt nức nở, chạy xuống bếp với cô Phượng, cùng với vợ của Đông mà khóc nghẹn. Thôi nào đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên rồi mẹ mày sẽ hiểu và nói chuyện lại với mày thôi đừng có yếu đuối cô phượng ơi là tại con hư con bất hiếu khiến cho mẹ con buồn lòng con còn buông lời mắng chửi cả cô nếu như không có mẹ không có cô thì con lại bị ông sáu kia hiếp đáp rồi ạ à. thôi nín đi mọi chuyện qua rồi đừng để thằng cũ nghĩa với thằng tôm nó cười cho chị dâu đứng gần đó cũng lên tiếng chêm vào chiêu chọc. Liệu liệu cô Tây lớn rồi còn khóc nhẹ nhá. Tôm không được bắt trước nghe chưa? Chị dâu, chị còn chiêu em. Chồng chị cũng đang khóc nhẹ trong nhà kia kìa. Đấy, nói mới nhớ cô Phượng ạ. À, lần trước từ quê vào, anh Đông ạ, à, thay đổi tính nết lắm. Anh ấy bắt buộc phải thu xếp công việc về ở với mẹ. Anh ấy còn khẳng định một câu, ở trọ cả đời cũng được, miễn là còn mẹ, là còn quê hương đấy ạ. À? Thằng này coi vậy mà khá. Bố mẹ nó ở đây, người thân móng mù nó ở đây, làm sao mà quên được. Sau này cu tôm cũng phải về quê thăm bà, thăm người thân, không được quên nguồn cuội của mình nghe chưa. Dạ vâng ạ. À. Tiếng cười giòn giã lại vang lên dưới căn bếp chật hẹp. Mỹ Tây vừa gạt nước mắt, vừa toe toét khuôn miệng. Chỉ là không biết đến bao giờ mẹ con mới ngồi lại cùng nhau. Nói hết ra nỗi lòng của mình Là mẹ còn giận cô Lần đầu tiên mẹ giận cô nhiều đến như vậy Đúng như giấy hẹn được mời từ trước Thứ hai đầu tuần Bác Phê và chú Luận cùng với mấy đứa con Chờ bà Nương lên ủy ban để giải quyết công việc Lần này có dân làng đi theo làm nhân chứng Lại càng tăng thêm độ chiến thắng Trong lòng của bà Nương Chỉ là không ngờ cảnh tượng trước mắt Làm cho bà hoang mang Mụ Thúy, vợ của lão Sáu, tay dắt ba đứa con gái nhỏ, đứng ngay trước cổng ủy ban la hét vào bên trong. Còn đứa con gái lớn nhất, mồm lại nhồm nhoàng nhai kẹo, hai tay khoanh trước ngực, đứng cách xa cổng ủy ban. Có vẻ như con bé không thèm quan tâm đến mọi chuyện, chỉ dương đôi mắt nhìn về người đàn bà tội nghiệp, đang khóc mếu kêu gào kia. Ôi làng nước ơi ra đây mà xem, chúng nó vu oan cho chồng tôi, khiến mẹ con tôi sống chật vật cả tuần nay rồi. Các người dám nhốt chồng tôi đánh đập. Tôi kiện các người. Tôi kiện tất cả các người phải đi tu. Bà kiện được ai nào? Tiếng của bác phê vang lên, khiến mụ thúy xanh mặt quay lại. Vừa mới kịp định hình có bóng dáng gia đình của bà Nương xuất hiện, mụ ta lại tiếp tục la hét. À, mụ già kia, mụ muốn gài chồng tôi. Mụ nghĩ rằng mụ là gái còn trinh đấy à? Dũ dỗ chồng tôi không được, nên mụ gài ông ấy chứ gì. Cái thứ khốn nạn, chết đi Này cô Thúy kia Cô đừng gấp lừa bỏ tay người Vợ chồng nhà cô giống nhau như đúc Lúc nào cũng đóng vai nạn nhân Tôi không vu oan cho ai cả Mời mọi người vào trong ủy ban mà làm việc Mụ già Mụ cứ chờ mà xem Để cho bà Nương ra mặt Mấy người đi sau không can thiệp quá nhiều Mọi người nhìn thẳng ung dung bước vào trong ủy ban Có đầy đủ nhân chứng sống Thì lão Sáu có chạy đằng trời 9 giờ sáng sau khi đông đủ các cán bộ và công an viên xã, bác phê cũng được ngồi vào vị trí coi xét vụ việc. Lão Sáu được dẫn ra trước văn phòng ủy ban, khuôn mặt xám xịt tức giận, nhìn chằm chằm vào bà Nương không rời. Giữa băng ghế dài hai bên, một bên là gia đình bà Nương, một bên là bốn đứa con cùng với mụ thúy đang thút thít khổ sở. Nhìn vào có ai ngờ, một mụ thúy hiền dịu vì mù quáng tin chồng mà sừng cổ chửi người như hát hay còn đang tính khóc lóc kêu oan. Bác Phê lên tiếng nói trước. Tôi là Ngô Đình Phê, giữ chức vụ là trưởng thôn của thôn Sành Thu. Nay vì sự việc của ông Sáu quá nguy hiểm, phải đưa xuống cấp huyện giải quyết. Tôi có đưa theo bà Nương và cháu Tây đây, là nạn nhân, cũng chính là nhân chứng sống của vụ việc. Trong đây là tất cả những gì chúng tôi báo cáo, kính mong hội đồng xem xét. rồi lúc tiếng ồn ào vang lên dồn dập bên tai, bà Nương bị ánh mắt của lão Sáu đang xoáy sâu vào tâm can của mình. Bà giật mình thon thót, chỉ sợ lão đổ dầu thêm vào lửa, không chịu án phạt của luật pháp. Đầu óc của bà choáng váng, mãi đến khi nghe một vị lãnh đạo hỏi lớn, bà mới choàng tỉnh. Bà Nguyễn Thị Nương này, chúng tôi đang muốn lắng nghe ý kiến của bà. Sự việc bà mất con rất nghiêm trọng, bà có muốn đóng góp thêm tội trạng hay là khoan nhượng gì cho ông Sáu đây không? Tôi không thể khoan nhượng, đó là con của tôi, Ông ta giết con của tôi, việc này không thể nào tha thứ. Nhưng ông sáu trình bày với chúng tôi, ông ấy không cố ý, không biết bà có thai. Đó chỉ là hành động chống trả lại sự quá khích của bà. Bà nghĩ thế nào? Ờ tôi. Bà nương ấp úng nghẹn lời, về đúng sự thật lão sáu không hề biết bà có thai. Bà chẳng có chứng cứ nào để cãi lời, nên không hình phạt, chỉ là tội vô ý. Lão sáu ung dung tự tại sao? nghĩ đến đây bà run rẩy không nói nên lời nhìn thấy mẹ ngập ngừng mỹ tây vội vàng chen ngang chuyện của mẹ tôi có thể lão không cố ý nhưng chuyện của tôi thì lão cố tình tôi kiện tôi phải kiện đến cùng trong lời khai của ông sáu đây nói rằng đêm hôm thấy cô đạp xe một mình vì muốn chỉ đường giúp cô nên lại gần nói chuyện không ngờ làm cô giật mình và cô bỏ chạy sau đó vì muốn giải thích mới vội vàng đuổi theo cô ông ấy không hề có ý định hãm hiếp cô không thể nào trời đất ơi là đổi trắng thay đen ông ta đuổi theo tôi muốn làm nhục tôi mẹ tôi cô tôi làng xóm láng giềng đều chứng kiến làm gì có chuyện hỏi han qua đường thưa các bác các cô các chú những gì tôi nói ra là sự thật chuyện thanh danh của tôi không thể nào đem ra đùa cợt chúng tôi luôn luôn giải quyết công bằng phải lắng nghe từ hai phía bằng chứng cô vừa trình bày không đủ thuyết phục Dân làng xung quanh chỉ thấy cô bị ngất đi và bà Nương chưa hiểu chuyện gì đã xông lên đánh người. Sau đó mới bị ông Sáu đây tự vệ gây nên chuyện hỏng thai. Tôi sẽ thấy gia đình cô nóng vội và quá hồ đồ. Bà Nương nghe xong hai chân run rẩy. Quả thực họ nói không sai. Bằng chứng chả có gì ngoài mấy lời truyền miệng bóng tối đã che mở hết sự thật. Bà không cam tâm nhưng bà biết làm gì chứ. Chứng cứ ở đâu ra nữa đây? Bà đưa mắt nhìn lão sáu Hắn đang cười mỉa một góc bàn Hắn không vội vàng biện minh ung dung tự tại giống như kẻ vô tội Bà hận lắm Bà hận chưa thể nào giết chết được lão Nếu không đủ chứng cứ kết tội Rồi mai kia Lão lại tìm cách hại bà Hại cả mấy đứa con của bà Gài nhọn đâm sâu vào lòng Bà thực sự bế tắc Cự cãi qua lại Hơn thua với nhau từng chi tiết nhỏ Bà nương không chịu khuất phục nhưng lại không mặt dày giống như bọn họ, không phân biệt đúng hay là sai. Mụ Thúy lúc này cứ được đà mà cãi, tiếp tục chỉ chiết. Các bác các chú, thả chồng tôi về đi. Chồng tôi mà bị ốm đau có mệnh hệ gì, thì mấy mẹ con tôi biết nương tựa vào ai. Suốt cả tuần qua người dân trong cái làng này nói móc mỉa, toàn những lời ác ý. Chồng tôi nghe như vậy, đủ khổ sở lắm rồi. Cô Thúy, ăn nói hàm hồ, nếu như chồng cô không phạm tội Không thẳng chân đạp tôi Khiến cho tôi sảy thai Thì ai bắt ông ta làm cái gì Cái gì cũng có nguyên nhân của nó Này nhá cái bà nương già kia Bà già rồi còn mất nết Ông hoạt chết rồi Bà mang thai với ai Già gần xuống lỗ đến nơi còn mang thai Ai mà tin được Giấy tờ bà gửi lên chưa chắc là sự thật Việc tôi có chữa với ai là quyền của tôi Tội của chồng cô là đạp vào bụng của tôi Gián tiếp giết người hành vi này pháp luật không thể nào dung tha mấy thứ bằng chứng bà đưa ra có cái nào xác thực chứ còn việc chồng tôi phòng vệ là do bà đánh ông ấy trước thế nên bà đừng có to mồm dăm ba cái bằng chứng rẻ rách đừng có mà to mồm cô cô cãi cùn cùn cái khỉ gió chồng tôi không có tội tình gì phạt hành chính bồi thường cho bà ít tiền là được chứ gì mong hội đồng xét xử ghi nhận giúp tôi ạ à? trong lúc gây cấn nhất tưởng như bà nương phải chịu số phận này buông tha cho cái tên đàn ông đốn mặt kia ra về thì sau cánh cửa ủy ban xuất hiện một người một người đến bản thân của bà nương cũng quên mất từ lâu cô xoan vội vàng kéo mụ xuyến vào trong hội trường xét xử trên tay của mụ đang đèo bồng đứa con được vài tháng tuổi không để mọi người phải chờ đợi quá lâu mụ xuyến mạnh dạn lên tiếng tôi góp thêm bằng chứng tôi có cả mạng sống và một đứa con để làm nhân chứng. đây là đứa con của tôi và ông sáu. ông ta phải đền tội cho những hành vi khốn nạn đã gây ra. xin mọi người hãy cho tôi chút thời gian, xin nghe tôi trình bày. tất cả mọi người đều kinh ngạc sừng sốt trước lời nói của mụ xuyến. bà nương cười thầm trong bụng, hóa ra giúp người trong lúc khó khăn lại có lợi ích như vậy. bà ngồi xuống ghế không đôi co thêm với mụ thúy nữa tự tin nhìn vào khuôn mặt hết hồn của lão sáu để rồi xem lão sáu chống đỡ nhân chứng sống này như thế nào sau khi nói xong mụ thúy như không tin vào tai của mình giật mình đốt trà à là xuyến có phải không ở xó rình của làng lại dám vác mặt đến đây ăn và ai tôi không ăn và ai tôi không thèm một đồng một cắc của chị tôi đến đây để bảo vệ cho cái đúng thưa các chú các bác đây là con của tôi và ông Sáu Vì ông ta bạo hành đánh đập tôi Nên tôi phải bế con đi trốn Ông ta và tôi từng lên kế hoạch hãm hại bà Nương Tôi xin nhận tội Và tôi cũng kết tội ông ta Tôi, tôi xin khai báo tất cả Trước sự cứng rắn mạnh bạo của mụ Xuyến Tất cả mọi người đều đồng ý cho mụ trình bày sự việc Mụ từ tốn ngồi xuống kể từng chi tiết nhỏ nhất Từ việc mụ tiếp cận lão Hai người qua lại với nhau thế nào và kế hoạch tiếp cận bà Nương sau khi có thai ra sao. Nghe đến đầu dân làng, ban lãnh đạo chố mắt kinh ngạc đến đó. Lão Sáu nhiều lần muốn chống cự nhưng hoàn toàn không được như ý. Mụ Xuyến kể ra hết, nhẹ lòng ôm lấy đứa con vào lòng. Tất cả những gì tôi kể hoàn toàn là sự thật. Tôi đem mạng sống của tôi và con trai tôi ra đảm bảo. Lão Tào khốn nạn đến như vậy, chuyện gì cũng dám làm. Xin mọi người trừng phạt đích đáng. Nghe đến đây người làng người xã có mặt Đều hoa mắt chóng mặt choáng ngợp trước sự thật kinh hoàng này Còn chưa để ai có cơ hội lên tiếng Lão Sáu lúc này sông phi cáo gắt Còn tiện nhân kia Tao nuôi mày tao bao bọc cho mày Mày dám phản tao Ông Sáu Ông nói ra không biết ngượng mồm à Ông đến với tôi nịnh nọt Là do tôi ngu Tôi mới tin ông Rồi làm bao nhiêu chuyện hại người Ông nói xấu vợ con của mình Nói rằng bà Thúy chỉ biết đẻ con gái ông nói rằng vợ ông ăn hại ông gieo cho tôi bao nhiêu điều ác ông đánh đập tôi thừa sống thiếu chết nếu như không có bà nương cứu tôi thì tôi có còn mạng đứng ở đây tố cáo ông hay không mày khá lắm tao mà ra khỏi đây tao cho mày mục xương đấy mọi người nghe rồi đấy mọi người thấy thái độ và bộ mặt của ông ta chưa mọi người gô cổ ông ta ném ông ta vào tù đi lão sáu như không kiềm chế được bản thân vùng vẫy muốn đánh người liền bị các chú công an viên gồng tay giữ chặt lão chửi thề náo loạn cả cái ủy ban vào ban trưa bộ thúy như chết lặng bàn mặt của ông chồng thương vợ yêu con đã hoàn toàn biến mất mụ nhìn chồng mình chằm chằm lão chồng điên tiết trước mặt bây giờ không còn là người nữa rồi là một con thú đáng sợ mụ ôm mấy đứa con vào lòng mà cõi lòng của mụ như chết lặng còn chưa dừng lại ở đó Đứa con gái lớn của mụ Thúy Mồm đang nhai kẹo cao su Ngồi im lặng nãy giờ Bây giờ mới lên tiếng Ông ta cũng từng xàm sỡ con Sợ mó vào cơ thể của con Tuy chưa xâm hại con Nhưng mà con rất kinh tởm Con rất sợ Con muốn trừng phạt ông ta Con không muốn ông ta làm bố của con nữa Thêm một lần chết lặng Lão Sáu đúng thật không phải là con người Lão nhổ một bãi nước bọt Tiếp tục quát tháo Còn mất dậy kìa Mày có phải là con của tao nữa không Tao cho mày ăn học Mày dám ăn nói thế hả à? Con chó kia Đúng Tôi là chó Tôi được sinh ra từ một con chó Tôi hận ông Nếu chết được thì ông chết đi Ông chết đi cho mẹ con tôi được sống yên ổn Ôi trời đất ơi Lan ơi là Lan Mẹ xin mày mụ thúy đau lòng khóc lóc van xin đứa con gái im mồm có ai làm bố mà lại đi sàm sỡ con gái ruột của mình hay không chứ người làm mẹ như mụ xấu hổ nhục nhã để đâu cho hết bênh vực ư bao che ư một kẻ tồi tệ như lão liệu có xứng đáng hay không cạn lời tôi cạn lời rồi đụng đến ai tôi không quan tâm đụng đến con gái của tôi sỉ nhục tôi chỉ biết đẻ con gái tôi không còn muốn nói gì thêm Tôi xin phép đưa các con tôi về. Chị Thúy, chị nói chuyện với tôi một chút. À Xuyến này, tôi và à chả có gì để nói với nhau cả. Lựa chọn của à, à tử mà giải quyết. Muốn sâu xé, muốn cho ông ta đi tù, mọi người cứ việc. Tôi giờ đây chỉ có bốn đứa con thôi. Tôi không muốn nói nhiều. Các con đi về, ở đây chỉ thêm xấu mặt thôi. Vừa nói mụ Thúy vừa kéo mấy đứa con bước nhanh ra ngoài. Lão Sáu nhìn theo chỉ biết cáu giận quát lớn. Này, con mụ vợ kia, mày bỏ ông chết ở đây à? Mụ Thúy dắt nhau đi, ra tận đường dài. Sự thật này quá rõ ràng. Mụ Xuyến bắt buộc phải viết giấy tường trình, đưa ra bằng chứng, cũng như kết quả xét nghiệm huyết thống của cu nhện và Lão Sáu. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Lão Sáu phải gánh hậu quả nặng nề, bàn án dành cho một kẻ tội. Bà Nương ngồi đó hai bàn tay nắm chặt, hai tay vành lên cao ngạo. Đã đến lúc bà phải hà hê khi chứng kiến hình phạt của lão sáu. Bà không biết chứng cứ có đủ kết án lão đi tù hay không. Nhưng chắc chắn lời nói của mụ xuyến không phải là trò đùa. Dù chỉ là một chút hình phạt, cũng êm xuôi, cõi lòng của bà. Sau khi có bằng chứng cụ thể và nhân chứng có mặt tại đây, Hội đồng xét xử huyện XY đưa ra cáo trạng xử phạt như sau. Theo Điều 592 Bộ Luật Dân Sự năm 2015, quy định về thiệt hại do danh dự nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Người nào đó có hành vi xâm phạm tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác thì gây thiệt hại phải bồi thường tiền từ 10 triệu đến 30 triệu đồng hoặc là cải tạo không giam giữ từ 3 năm. Trường hợp này chúng tôi xin tuyên cáo ông Nguyễn Văn Sáu bị phạt tiền 30 triệu và hưởng án treo 18 tháng, được chính quyền và gia đình giám sát theo dõi. Sau khi hội đồng xét xử đưa ra bản cáo trạng, dù trong lòng chưa thỏa mãn với quyết định này, nhưng không còn ai lên tiếng nữa, bà Nương cũng nhẹ nhõm đôi chút trong lòng. Bà chỉ cảm thấy mọi chuyện mới bắt đầu, song gió cuộc đời lão sáu thực sự chưa thể nào chấm dứt như vậy được. Bà muốn lão phải trả giá cho việc giết chết giọt máu của mình, dù không biết hay vô tình, lão nhất định phải trả giá lão sáu không còn nụ cười ngạo nghễ trên môi căm phẫn đưa mắt nhìn mụ xuyến rồi nhìn lại bà nương không ai hiểu rõ lão đang nghĩ gì nhưng rồi thật bất ngờ khi lão đưa ra một lời đề nghị châm biếm xuyến à bế con lại đây anh muốn nhìn thấy con trai của chúng ta bây giờ nó là con của riêng tôi loại người như anh không xứng đáng làm cha của nó đừng có cứng đầu tôi chỉ hưởng án treo thôi cô còn xuất hiện ở đây thì không thoát được tay của thằng này đâu tôi là bố của nó phải có trách nhiệm với nó tôi nói lại cho anh nhớ thứ nhất nó là con của tôi chúng ta không ràng buộc hôn nhân anh không có quyền thứ hai anh muốn ngồi tù mọt gông ấy thì cứ thoải mái đến mà tìm tôi con này bây giờ không sợ đâu chứng kiến sự rằng co qua lại của hai con người vô đạo đức bác phê cũng không vừa lên tiếng à xuyến cũng đâu có vừa dám lên kế hoạch lừa gạt cả người chết Ông Hoạt có linh thiêng Cũng không tha cho mụ đâu Xin tạ lỗi với bác nương Xem như chuyện này Em giúp bác Là cách giảm bớt tội Mong bác coi xét giảm nhẹ cho em Em còn chăm con nhỏ Người ta nói không sai Gần mực thì đen Gần đèn thì dạng Coi như tôi không có quyền đánh giá ai Để cho bà nương Để cho pháp luật đánh giá Thôi chúng ta về Chuyện còn lại cứ để chính quyền lo bà nương và các con lần lượt đứng dậy ra về còn nhiều điều muốn nói nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc bà muốn ngủ một giấc thật sâu được gặp lại chồng mình trong mơ để nói cho ông biết rằng cuộc đời của bà đã có thể mỉm cười từ đây đồng chờ mẹ ra mộ phần của ông hoạt thắp nhang cúng bái quỳ lạy hối lỗi với ông một hồi sau đó mới quay về nhà trước khi được thằng con đội mũ cho bà ra về bà nương chỉ gật đầu nói nhỏ Tôi ở lại với các con thêm một thời gian nữa nhé. Tối nay ông về gặp tôi một lần đi. Tôi có chuyện muốn tâm sự với ông. Ông đừng giận tôi điều chi hết. Tôi thương ông nhiều lắm. Mùa đông thực sự kéo về vùng quê nghèo đương độ phát triển. Cây lạnh như bùa vây lấy sự hạnh phúc mỏng manh của gia đình bà Nương. Ngồi trên chiếc chiếu mới, ngắm nghĩa thằng con cả mới mua một chiếc xe máy. Cùng với chú Luận bàn luận về chiếc xe. Đợt này có xe đi lại tiện hơn chú nhờ Mẹ cháu nhỡ may cô ốm đau gì Vác cái xe lên Chạy 5 phút là đến bệnh xá Cái thằng quỷ này Chưa gì đã chủ cho mẹ mày ốm đau Xe này ngon hơn cả xe của chú rồi đấy Chở ba bốn người vô tư Mà chắc ông phê Cũng mua một cái đi chứ Trong làng lại có thêm tổ buôn mới Cháu về ở cùng mẹ Có chỗ nào hộp hỏi vui vui Mọi người cứ kéo cháu đi với ạ Thế là quyết định về quê đi à? không vương vấn sài gòn đô thị nữa à về thôi chú hai vợ chồng đều làm công nhân thì về quê đi làm đồng chăn nuôi chăm sóc mẹ qua tuần cháu vào trong đó xin phép để nghỉ luôn lấy tiền bảo hiểm trả nốt cái tiền mượn mua xe cho chú cảm ơn chú nhiều lắm ừ. ơn huệ cái gì mày về là tốt rồi về chú lại có thêm người hút thuốc lào cũng vui phết đấy nhưng hai vợ chồng bàn nhau cho kỹ không lại gây mâu thuẫn khổ mẹ mày chứ không khổ ai đâu. Dạ vâng, vợ con cháu thì nghe cháu rồi. Không giống chú, sợ cô xoan một phép ạ. À? Dĩ nhiên, ngày bố mày còn sống ấy cũng sợ chị nương lắm. Ở đấy mà trêu chú. Mà mày cũng nên sợ vợ đi. Sợ vợ cuộc sống mới vui. Tiếng cười nói đùa giỡn vang vọng khắp khoảng sân rộng lớn. Trong bếp cả mấy chị em dâu ruột đang bận rộn nấu ăn, vui vẻ sung vầy bà nương nghe được những lời của con trai bà chảy cả nước mắt đưa tay lau đi những dòng lệ xúc động lòng bà như được chấp vá những vết nứt dì máu bà không muốn ép uổng mấy đứa con phải ở lại chăm sóc cho bà nhưng chắc là chúng nó lớn cả rồi đã giác ngộ được nhiều điều đứa con trai khổ cực với bà từ tấm bé trải qua nhiều hiểu lầm với bà cuối cùng lại là đứa gắn bó với bà quãng đời về sau bà hạnh phúc giọt nước mắt của sự hạnh phúc bữa cơm tối bà nương có mở thêm ông phê cùng với gia đình chú luận góp mặt bà muốn cảm ơn mọi người đã giúp bà vượt qua được cửa ải khó khăn trong thời gian qua ông phê cũng không khách sáo cứ kể hết chuyện này tới chuyện kia uống được ba chén rượu lại quàng tay qua vai của đông mà sưng hô bố với cả con làm cả nhà cứ cười nắc nẻ ai cười thì cứ cười chứ ông mặc kệ Ông không quan tâm Cái ông thực sự để ý Đó chính là nụ cười trở lại của bà Nương Còn tiếng gọi bố con kia Cũng chính là lời thật lòng Mà ông muốn giấu kín Thật lòng ông muốn trở thành Một phần trong cuộc sống của bà Của cái gia đình thiếu hụt thành viên này Tôi đến mấy đứa con Quay quần ngoài nhà xem vô tuyến Từ khi các con về ngôi nhà của bà Mới có tiếng vô tuyến ẩm mã Món quà mà ông Hoạt không bao giờ được xem. Có nhiều lời muốn nhắn nhủ cho ông. Vậy mà từ hồi lão sáu chịu án phạt tới giờ, bà chưa được gặp lại. Không biết ông có nghe được lời khẩn cầu của bà hay không? Mỹ Tây đứng ở ngoài cửa buồng nhập nhòe ánh đèn. Hai tay bấu vào nhau lưỡng lự, không biết có nên bước vào hay không. Bà Nương cũng không chần chừ, bà gọi con gái. Làm cái gì mà cứ thập thò, có chuyện gì muốn nói với mẹ phải không? Dạ vâng Con Chuyện là con sắp vào Sài Gòn Thế nên Kể đứa con gái Mỹ Tây đánh đá của mẹ đi đâu rồi Sao lại ấp úng thế kia Có gì Cứ nói với mẹ xem nào Mỹ Tây bước lại giường của mẹ Ngồi xuống bên cạnh Tiếp tục nhát gừng Con Chuyện xảy ra thời gian qua Mẹ cho con xin lỗi Là con sai Khi mà tự làm theo ý mình Con nông cạn mẹ ạ Mẹ đừng giận con nhé Lâu nay mẹ không nói chuyện Con cứ nghĩ mẹ giận con à Mẹ không giận đâu Tây à Mẹ là người khó nói ra Những điều tình cảm với con Là mẹ thấy có lỗi Nếu hôm đó lão sáu có đụng chạm gì đến con Chắc mẹ không sống nổi Mẹ thực sự không dám nghĩ đến Con không sao đâu mẹ Con chưa thể nào hỏi mẹ Mẹ có đau chỗ nào không vết thương của mẹ lành rồi chứ ạ à? mẹ có còn chảy máu nhiều không có rất nhiều câu hỏi mà con không thể nào tỏ bày với mẹ là con bất hiếu mẹ hiểu hết con gái vì lo cho mẹ nên mới như vậy con biết vì sao mẹ tức giận không bởi vì con rất giống mẹ tính cách giống nhau đến mức mẹ phát hoảng con với anh đông vì giống mẹ nên mới hay xảy ra khẩu chiến con xem Hà Nam nó giống bố Nên lúc nào cũng nhẫn nhịn mẹ Dù mẹ nói gì Cũng không cãi mẹ Thế nên mẹ hiểu Mẹ thương các con nhiều lắm Mẹ ơi con sai rồi Con không chịu mở lòng hiểu mẹ Con ích kỷ Nên mẹ tha lỗi cho con Bỗng dừng Mỹ Tây khóc òa Giang tay ôm lấy mẹ Nức nở không thôi Bà Nương cũng ngạc nhiên vì hành động của con gái Đứa con gái mạnh mẽ của bà ngày hôm nay cũng trở nên yếu mềm. Thì ra trên đời này, thứ khiến chúng ta yếu đuối nhất chính là tình cảm gia đình và thứ khiến chúng ta mạnh mẽ nhất cũng chính là tình cảm gia đình. Bà Nương cứ ôm lấy con gái mà khóc cùng con. Giọt nước mắt lần thứ hai vì hạnh phúc tràn ngập. Mãi một lúc sau, bà kéo con gái đối diện với mình. Tuy bóng tối nhập nhòe, nhưng bà thấy đôi mắt nhuốm màu đỏ hoe của Tây Bà đưa tay lau giọt nước mắt yếu đuối của con. Sau này, con không được nóng vội. Con thấy đấy, cuộc đời nóng vội của mẹ làm mẹ mất đi nhiều thứ. Con phải khác đi, đừng hối thúc chồng con về thế này hay là thế kia. Con phải từ tốn với gia đình chồng. Họ có học thức, con phải khó mà thích ứng. Nhưng mà con xem, bao nhiêu năm họ luôn tôn trọng con, coi con là con dâu của họ. Chưa một lần nặng nề với con Tất cả là do con suy diễn Con hiểu chưa Vâng Con nghe lời mẹ Giờ con hiểu hết rồi Là con tự ti Nên mới biến thành tức giận Ghen tức Con vào trong đó cố gắng chăm lo gia đình thật tốt Tết con về với mẹ nhá Ừ Phải giữ gìn sức khỏe con ạ à. Có chuyện gì phải kể cho mẹ nghe Kể với anh Đông này Em Nam chưa đừng có tủi thân một mình nghe chưa mỹ tây gật đầu không nói nên lời chỉ biết xúc đầu vào ngực của mẹ dấm dứt tình cảnh xúc động này cũng khiến cô phượng và hà nam ở bên ngoài vừa cười vừa khóc lần đầu tiên trong đời hà nam phát hiện chị gái hay bắt nạt cô lại khóc lóc thảm thương như vậy thực lòng cô chỉ muốn trêu chọc chị trong suốt bữa cơm vì có mặt bà nương không ai dám nhắc đến lão sáu khi mọi người say ngủ hai người đàn ông trong nhà mới kéo nhau ra ngoài sân giếng bàn chuyện chú luận và đông thân nhau như anh em trong nhà họ tôn trọng vị trường bối là ông phê nên mời ông lên tiếng trước bác phê bác tính xem bây giờ chúng ta xử lý lão sáu thế nào có vẻ như nhờn nhơ rong chơi như vậy không được ổn cho lắm bác cũng có một phần quản lý nhưng thật ra chưa tìm thấy chuyện gì bất ổn Chỉ có mụ Thúy Vẫn chấp nhận cho lão này sống chung một nhà Không hiểu được mụ ấy đang nghĩ cái gì Mụ ấy không sợ lão ấy dở trò đồi bại với con gái sao Vậy chúng ta phải hỏi con bé Lan Nếu có điều gì bất thường Bắt lão ngay Án trèo như thế này cháu thấy quá nhẹ Không ổn tí nào Lời nói của Đông vô tình Khiến cho bà Nương trong lúc dậy đi vệ sinh nghe được Bà thực sự cảm động bởi tình yêu thương quan tâm của con trai mình và của hàng xóm láng giềng thân quen trước đó bà còn đau lòng lắm nghe xong lời này lại thấy ấm áp dịu nhẹ cõi lòng cũng vì vậy mà hàn gắn không ít ý nghĩ trong đầu khởi phát bà chưa bao giờ tha thứ cho lão sáu hình phạt đó còn quá nhẹ bà phải tự tay trừng trị lão và không ai biết vì sao mụ thúy vẫn chấp nhận cho chồng chung sống trong nhà đó là bí mật của bà và mụ Thúy. Một bí mật mà đến cả mấy đứa con cũng không hề hay biết. Đó là vào một ngày gió bấc mưa phùn, cây lạnh kéo về càng nhanh hơn. Cô Thúy và bà Nương gặp nhau tại căn nhà cũ, căn nhà của mụ Xuyến. Không còn sự ác cảm, ánh mắt trao nhau là những niềm tin bất diệt, nỗi căm hận dành cho một kẻ thù chung. Căn nhà vẫn như cũ, không có gì thay đổi, chỉ có mụ xuyến đang yên bình ở một nơi nào đó còn cô thúy đau lòng nhức nhối không yên bà nương ngồi trên chiếc giường gỗ từ tốn lên tiếng góc nhà này là nơi tôi đâm lão sáu đấy vết thường có vẻ rất tệ thế mà cô lại không phát hiện ra hay là cô không thèm quan tâm tới chồng chị nương chuyện qua lâu rồi tôi không thèm quan tâm đến lão cái tôi quan tâm bây giờ là có cách nào xử lý lão không Tôi chỉ lo cho con Lan, con bé mới tròn 20, phải giữ cái thân trong trắng mà đi lấy chồng chứ. Thế tôi hỏi cô một câu nhé, cô còn yêu chồng cô không? Cô có muốn ly dị với hắn hay là muốn hắn sống cùng với năm mẹ con cô? Cô phải rõ ràng với tôi thì chúng ta mới bàn cách được. Nói thật với chị, tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng từ rất lâu, sau khi sinh bốn đứa con gái, tôi không còn ham muốn với ông ta đêm nằm ôm con cũng do mệt mà thiếp đi ngủ sáng ra phải lo chúng nó học hành nhưng mà tôi không nghĩ ông ta lại trở nên điên loạn biến thái như vậy đúng là hết thuốc mà cũng may con bé lan không bị xâm hại nếu không cả đời làm mẹ của cô nhục nhã lắm con bé phải sống bất cần cô biết chứ bây giờ em muốn hắn phải trả giá nhưng mà chị nương em không thể nào ly hôn được hắn phải là bố của các con em phải đi làm cùng em, chăm lo cho các con giống như trước đây. Em không muốn ly hôn. Ly hôn là thất bại của một người đàn bà. Ôi trời, ai bảo với cô, ly hôn là thất bại. Nhớ như sau này mấy đứa con của cô, chúng nó lấy phải người chồng không tốt. Cô lúc đó cũng bắt chúng nó cam chịu giống như cô à? Nhớ như con Tây con Nam nhà tôi nó xa cơ, mà tôi bắt ép chúng nó, chịu đựng giống như cô à? Cô bị hâm à? Em không quan tâm, số phận em bây giờ không đổi khác được em phải có cách giữ bố lại cho các con em dù ông ấy có tệ bạc thế nào cũng là bố của chúng nó chị tính xem có cách nào giúp lão ấy quay về với gia đình đổi tính đổi nết không ạ à? bà nương chẹp lưỡi lắc đầu biết làm sao với suy nghĩ thiền cận này của cô thúy hèn chi thằng chồng luôn có cơ hội được làm sai một phần tất cả là tại mụ nếu như mụ khó tính hơn, quản được chồng thì chắc chắn mọi chuyện đã khác. Bà Nương đứng lên đi dạo một vòng quanh nhà. Kể về sự việc của mụ xuyến, bà chìm bầy nổi, cuối cùng mới giác ngộ mà thay đổi. Bà cũng muốn lão sáu thay đổi. Ít nhất là không nên làm chuyện thất đức, ăn trên đầu trên cổ người ta về khoản tiền ma chay. Bà không thể chứng kiến thêm sự dâm dê của lão đè nẹt lên thân con gái trong cái thôn này bà ngẫm nghĩ một chút rồi nói với cô thúy tôi có cách này chuyện là cái chị tâm làm ở bệnh xá mình đấy có chỉ cho tôi không biết tác dụng thế nào nhưng tôi nghĩ đây là cách hữu hiệu nhất vào lúc này cách gì hả chị cô vui vẻ chăm sóc cho lão đi cứ bình thường thôi nhưng thức ăn hàng ngày đây bỏ mỡ chăn vào cho lão ăn mà cô cũng ôm luôn cái bình rượu ngâm con chăn này về cho lão uống ngày hai bận tại sao ạ à? À, tại sao phải uống mỡ chăn ạ à? cái này có tác dụng giảm nhu cầu sinh lý sau tầm nửa tháng lão bị liệt dương lúc đó lão không thể làm gì con bé lan được cũng như lão không thể nào đi lang trả bên ngoài lúc đó lão mãi mãi là chồng của cô cô hiểu chứ cô hài lòng rồi chứ thế chị có thật không lão không bị điên loạn mà giết mẹ con tôi đấy chứ <laughs> cô tâm dạm dò tôi vậy chứ tôi không biết tác dụng có hiệu nghiệm hay không tất cả nhờ vào cô đấy và trời phật giúp đỡ thôi được tôi nghe chị còn nước còn tát hết cách rồi phải làm cách này thôi vậy tôi chờ tin của cô sau khi rời khỏi căn nhà của mụ xuyến một lần nữa bà Hương lại ghé qua mộ phần của ông Hoạt. Mọi lần tâm trạng tồi tệ. Lần này vừa ngồi xuống nhổ cỏ xung quanh cho ông. Bà hài lòng mỉm cười. Ông ở dưới đấy có khỏe không? Ngày nào tôi cũng nấu canh ốc. Để nấu với đậu phụ cho ông ăn. Ông chán rồi. Tôi đổi món nhé. Dạo này mấy đứa con đều đổi tính đổi nết. Chắc là ông phù hộ cho tôi có phải không? Đợi ba năm sau các con tụ họp. Tôi xây cho ông ngôi nhà đẹp nhé cảm ơn ông nhiều lắm vì thời gian qua ông không oán giận gì tôi nếu dưới đó có gặp lại cây vui mong ông thương xót che chở bao bọc cho nó cảm tạ người chồng già của tôi tôi nhớ ông nhiều lắm bà nương không rõ một người cả đời vì cách mạng vì gia đình vì vợ con như ông hoạt khi chết đi liên thiên đường hay là xuống gặp diêm vương nhưng bà luôn cầu mong Ông đang ở một nơi tốt đẹp và nghe được những tâm tình của bà, gửi gắm đứa con chưa thành hình cho ông, có lẽ là điều an ủi cuối cùng bà làm được cho con. Cả đời lầm lỡ đến xế chiều lại tiếp tục lầm lỡ, cúi đầu tạm biệt chồng trở về, bà men theo cánh đồng ngô xanh mướt, bà nương vươn vai thở nhẹ, hôm nay thứ gì cũng trở nên tươi đẹp trong đôi mắt của bà. Dân làng làm việc trên đồng ruộng cũng không còn quá bài xích với bà nương, từ ngày tin tức lão sáu làm chuyện xấu đổ oan vu vạ cho bà, có lẽ nhiều người đã nhìn bà bằng ánh mắt khác, ánh mắt cảm thông và áy náy. Bà nương, sao lại ra mộ ông hoạt một mình thế? Thế các cháu nó đâu? Ơ <laughs> ờ kìa, sao lại đi thế kia? Cái giọng của tôi xưa nay nó thế, chứ không phải tôi kiếm chuyện với bà, tôi hỏi chuyện bà thật lòng đấy dạ vâng tôi ra thăm mộ chồng tôi thế chả nhẽ lại không được à miếng đất đặt quan tài cho ông ấy tôi mua của chính quyền rồi có cái gì phạm pháp hay sao kìa bà nương bà đừng hiểu nhầm tôi không có ý trách móc gì bà chỉ là có vài câu hỏi han tình làng nghĩa xóm với nhau ấy mà vâng nếu không có chuyện gì tôi xin phép kìa bà nương tôi biết bà giận bởi vì những việc tôi làm trước đây với bà tôi muốn xin lỗi bà thôi được rồi xin lỗi nhưng mà không sao coi như chuyện này là một bài học mọi chuyện cứ xí xóa đi tôi không để bụng thế nói thật nhé chị nói vậy là tha lỗi cho tôi có phải không từ nay chúng ta chào hỏi với nhau rủ dê nhau đi chợ rồi có phải không <laughs> tôi bây giờ giống như một đứa trẻ dại khờ chơi với ai là tôi phải xin phép mấy đứa con thế nên đợi tôi về tôi xin phép mấy đứa nhé chị nương nói thế khác gì còn giận tôi lần này tôi thật lòng xin lỗi chị mai kia ra làm ruộng với nhau tôi với chị tâm sự giờ tôi thấy tôi sai nhiều với chị chị đừng có trêu chọc tôi bây giờ tôi hiểu được cảm giác của chị ngày xưa vâng thế thôi hàng xóm với nhau không có gì sau này còn nhiều dịp gặp lại nếu lão sáu có chuyện gì mờ ám bà có tai mắt khắp nơi có phải không nếu biết được chuyện gì bà kể cho tôi nghe được chứ chuyện này là chuyện nhỏ chị cứ yên tâm mấy ngày sau đó mỹ tây phải chào tạm biệt mẹ rời quê hương để vào với gia đình nhỏ bé của mình bà nương khỏe hơn giờ đây tâm trạng tràn đầy nhựa sống bà nấu mấy món ăn ngon cho con gái nhựa thường lệ ông phê vẫn mặt dày xuất hiện miệng thì nói bảo vệ bà nương khỏi sự đe dọa của lão sáu nhưng thực chất lão sáu có dám xuất hiện nữa đâu lão còn bận đi cải tạo làm công ích chỉ có ông phê ung dung thư thả để quan tâm bà bày tỏ tình cảm với bà mà thôi cả nhà ồn nào cười nói đồng tranh thủ mượn cái đĩa nhạc cải lương của nhà chú luận đang loay hoay mở lên nghe thì Hà Nam hớt hải đi nhanh từ trong buồng ra gọi lớn mẹ ơi mẹ Mẹ nhìn này, hai vạch rồi. Con có thai rồi mẹ à. Có thật không? Đưa đây mẹ xem nào. Ôi trời Phật ơi, tạ ơn trời Phật. Cả nam và bình đều rưng rưng nước mắt, cầm chiếc que thử thai đưa cho mẹ. Bà nương xúc động, đưa tay ôm lấy miệng bật khóc ngon lành. Hai vạch này y chang hai vạch của bà trước đó, nó chỉ khác nhau ở hoàn cảnh đối mặt. Bà mừng cho con, tiếc thay cho mình nhưng niềm vui của con gái đã lấp đầy đi nỗi bất hạnh của bà bà gạt nước mắt nói với con con gái thế này là tốt quá rồi bây giờ con phải kiêng cữ cẩn trọng nam này con vào trong giường nằm cho mẹ không lang thang ngoài này nữa còn có mệt hay là đau bụng nói cho mẹ nghe kìa mẹ con không sao đâu chỉ âm ỉ đau bụng một chút là hiện tượng bình thường mẹ mẹ đừng lo cho con cho con ăn cơm cùng với chị tây và anh đông chứ ạ à? không tối nay chị ấy lên xe rồi ờ nhờ thôi thôi được rồi để mẹ lấy cái ghế cho con ngồi xuống đừng có ngồi dưới chiếu không tốt đây đây em cầm ra cho nó rồi đây chị cứ sồn sồn cả lên tiếng nói của cô phượng vang lên lấn át cả tiếng của chị dâu tay cầm theo cái ghế gỗ nhỏ bước ra ngoài lầm bầm khiến ai cũng phá lên cười chỉ có cô Phượng mới trị được cái bệnh hấp tấp Sốt sắng của bà Nương mà thôi Chị cứ vội đi đâu Coi chừng lại ngã ra đấy Có tin vui thế này Chị dâu có uống một ly rượu mừng không nhỉ Cô chỉ giỏi cái trêu tôi Nào cả nhà ngồi ăn đi Cô nghĩa với tôm đâu rồi Tắt vô tuyến ra ngoài ăn cơm Tiếng vâng dạ của hai thằng nhóc vang lên giòn rã Chạy ù ra sân ngồi sát bên cạnh bà Nương Tiếng nói chuyện cười rôm rả vợ chồng chú luận cô xoan cũng mang một rổ trái cây qua góp vui ngôi nhà ba gian nhà bà hương lại thêm phần ấm cúng sau cùng chuyện nhỏ nhặt nhất cũng chính là chuyện vui nhất sau cùng tình cảm con người mới là thứ đáng trân trọng nhất mấy ngày hôm sau lần lượt anh chị cả đều vào trong Sài Gòn sắp xếp công việc căn nhà vắng lặng đi ít nhiều mùa đông kéo từng cơn gió lạnh buốt Bà Nương tranh thủ nén nhiều cỏ xuống ao Cho cá được ủ ấm Loài hoài làm việc Bỗng ngoài ngõ có tiếng người gọi Chị Nương có nhà không? Mở cổng giúp em với Em Thúy đây Biết là vợ của lão sáu ghé qua Chắc là báo cáo tình hình cho bà biết Bà Nương dừng tay bước ra ngoài mở cổng Nhưng thật không thể ngờ Người đứng trước mặt bà bây giờ không chỉ riêng mụ Thúy Mà còn có cả lão sáu Mặt mày xanh sao tai mét Lão đưa mắt thất thần nhìn bà Chị Nương đẻ, à À cho vợ chồng tôi Vào nhà nói chuyện một chút có được không Có chuyện gì ông nói luôn ngoài này đi Trong nhà tôi còn có con gái Không tiện để ông vào gây chuyện Nếu không tử tế mời ông đi cho Không tôi gọi ông phê bây giờ Nghe được giọng nói gay gắt của bà Nương Mụ Thúy gấp gáp đỡ lời cho chồng Chị Nương chị bình tĩnh Chồng em bây giờ đang bị xã hội lên án các cán bộ đi theo dõi sát sao Không có chuyện làm hại đến ai Chúng em thật sự có chuyện muốn thưa với chị Mong chị cho bọn em vào trong nhà 5 phút thôi à Đúng vậy Tôi ăn năn hối cải rồi Mong chị cho phép tôi vào bên trong Thắp cho anh hoạt nén hương tạ tội Xin chị cho phép Vừa nói dứt câu Lão Sáu bỗng quỷ gối trước mắt bàn Hương xin sò Bà thất kinh đưa mắt nhìn xung quanh nhớ ai trông thấy lại có chuyện không hay rồi lại đồn thổi này kia bà vội vàng quát nhỏ thôi được rồi hai người vào trong đi cứ để cái cổng mở toang ra như thế có chuyện gì còn biết đường biết lối tôi là tôi không tin hai người được hai con người dìu dắt nhau vào bên trong dáng dấp của lão sáu khiến bà nương không khỏi thở dài trước đây lão ta to cao khỏe mạnh cớ sao chỉ trong vòng hơn một tháng từ đầu mùa đông tới giờ đã thay đổi chóng vánh như vậy cả cơ thể gầy gò yếu ớt trông rõ bà đi sau chú ý vào hai vợ chồng nhà nọ kẻ thắp nhang người khấn vái mất một lúc lâu mới từ tốn ngồi xuống ghế nói chuyện chị khỏe chưa ạ à? trong người có đau có mệt gì không lần xảy thai đó tôi không biết làm sao để tạ tội với chị ơ hay hôm nay ông ăn phải cái gì mà lại nói mấy lời khách sáo thế Đúng là có chút muộn màng Nhưng hơn tháng nay Tôi bị anh Hoạt hiện về xét xử Tôi cắn rứt lương tâm Vì đã làm sai với chị Nên hôm nay qua đây Tạ lỗi với chị Tạ lỗi sao Cứ làm ra lỗi rồi đi tạ lỗi Là mọi chuyện trở về như lúc ban đầu sao Chú suy nghĩ nồng cạn thật Bây giờ tôi giết chú Sau đó tôi xin lỗi chú Liệu có được hay không nghe lão nhắc đến chồng mình bà nương có chút run rẩy trong lòng thầm nghĩ chẳng trách ông bận không về gặp bà là có lý do lý do là ông đi tìm giấc mơ của người khác để phá bĩnh tuy miệng quá tháo nhưng bà lại đưa mắt nhìn về bàn thờ của ông hoạt thấy thằng chồng ấp úng kêu than mụ thúy lại rối rít xin lỗi chị ơi chồng em biết sai rồi hôm nay qua bên chị thứ nhất là xin lỗi chị chuyện chồng em gây ra thứ hai Em gửi lại số tiền mua quan tài. Chồng em chót dài. Mong chị nhận lấy. Tha thứ cho chồng em ạ. À. Vừa nói mụ thúy vừa lấy số tiền được gói ghém cẩn thận trong túi áo. Đưa ra phía trước mắt bà nương. Thực ra giá trị thực tế là 4 triệu. Giờ nhà em ăn chặn 8 triệu. Em xin gửi lại chị 4 triệu ạ. À? Thôi cô cất đi. Tôi không dám nhận. Mọi sự đã rồi. Cô cầm về mua đồ ăn cho các cháu. Coi như tôi làm phước Để chồng tôi siêu thoát Sớm được đầu thai Ông ấy còn lờn vờn trong giấc mơ của chồng cô Chắc chắn chưa thể nào siêu thoát được Thôi cô chú đi về đi Tôi phải nấu cơm cúng chồng tôi Kìa chị ơi Chị mà không nhận là không tha tội cho chồng em Bây giờ anh ấy Mất khả năng sinh lý Thận thì yếu Cơ thể bệnh tật đầy mình Chị mà không tha thứ Anh ấy chết mất à Hay nhờ Vợ chồng cô chú buồn cười Dắt nhau đi về đi Thôi được rồi tôi bỏ qua Nhưng không có nghĩa rằng tôi thân thiết Cổng chưa khóa Mời cô chú về cho Tiếng nói lớn của bà Nương Khiến Hà Nam đang nằm trong buồng Đều phải bừng tỉnh Cô ngó nghiêng ra ngoài xem Nhìn thấy hai vợ chồng lão sáu côi cút ra về Cô mới giật mình bước lại gần mẹ Tại sao người ta đến nhà mình Mẹ lại mở cổng cho họ vào Mẹ không sợ nguy hiểm à Mẹ cũng không gọi con một tiếng Còn ngén ngủ có nghe thấy gì đâu Mẹ cứ làm cho con lo. Bình tĩnh nào con gái, không sao. Con vào ngủ tiếp đi, cho cháu mẹ nó khỏe mạnh. Đợi cô Phượng đưa thằng Nghĩa đi học về, mẹ nấu cơm cúng bố con, rồi mẹ gọi con dậy ăn sau, yên tâm, mẹ ổn hết. Nhưng mà họ đến nhà mình có chuyện gì thế ạ? À? Đến xin lỗi. Tối mẹ kể cho nghe, bố con đang còn ở đây đấy, ở gần chúng ta lắm con ạ, à. còn vào thắp cho bố nén nhang. Vâng vâng. Cả tuần sau đó, vì lo sợ ông Hoạt chưa thể nào siêu thoát, bà Nương liên tục nấu cơm cúng cho ông. Tuy đã qua 100 ngày của ông từ lâu, vậy nhưng không một lần ông báo mộng về cho bà. Bà có chút buồn tuổi, lại có chút hy vọng. Chắc là ông đã về với thế giới của ông, nhất định kiếp sau sẽ còn gặp lại. Bà còn nợ ông nhiều lắm, bà muốn trả lại cho ông, trả từng cọng tóc rối, từng cây ôm thật chặt, từng lời nói, từng lời xin lỗi mấy ngày hôm sau đó đông vợ vợ con lại về quê quyết định từ bỏ hết mọi thứ trong Sài Gòn để ở gần với mẹ già yêu quý căn nhà lại rộn rã tiếng cười chỉ là không ngờ lúc gia đình bà vui nhất lại nghe tiếng la hét thất thanh ngoài đường lớn con người khóc lóc chạy theo người la hét dân làng ai ai cũng tò mò chạy ra coi xét không lạ lẫm gì khi nhìn thấy lão sáu trần chuồng cả cơ thể vừa chạy vừa hét oang oang khắp làng trên xóm dưới cứu tôi với cứu tôi tôi sai rồi thả cho tôi đi mà quỷ ơi cứu tôi cút hết đi cút hết khỏi đầu của tôi phía sau đó không ai xa lạ mụ thúy bế đứa con gái chạy theo chồng vừa chạy vừa khóc xé lòng chồng ơi là chồng về nhà đi theo em về nhà làm ơn tỉnh táo lại đi có ai không cứu chồng tôi với Tình cảnh thật là chớ trêu Miếng nước trong miệng của bà nương Cũng không rõ trôi xuống cuống họng từ lúc nào Bà kêu đông chạy đuổi theo lão sáu Giữ chân lão lại Không nhỡ lại rơi xuống cái ao làng phía trước Tiếng người hô hoán Tiếng bước chân rồn rập vang lên Từ phía trước phía sau Những lời xìa sói Mỉa mai bắt đầu khởi sướng Đấy Đúng là ông trời có mắt Ăn ở thất đức Chỉ khổ cho bốn đứa con Đẹp mặt nhà mụ thúy Mấy người nhìn vào đấy mà học tập nhé. Sống có đức một chút, cho con cho cháu nó được nhờ. Nhiều nhiều lắm, những lời qua lại đến chói tai. Bản thân của bà Nương cũng hiểu rõ một điều. Nhân quả báo ứng đã đến. Buổi tối đến cả nhà quay quần bên mâm cơm. Ai cũng im lặng không niềm nở vui vẻ giống như trước. Mấy anh chị em nhìn nhau thở dài. Đồng mới rẻ rạt lên tiếng con tính không nhắc đến lão sáu trước mặt mẹ, nhưng nghĩ cũng tội mẹ ạ. Bị thần kinh rồi, la hết suốt ngày. Cô Thúy phải trói lão vào cột giường đấy mẹ. Mẹ nên buông bỏ được rồi. Người ta cũng gánh tội rồi mẹ ạ. Ừ, thôi. Ăn cơm đi các con. Chuyện xấu qua rồi. Đến lúc phải đón chờ cái tốt đẹp. Hà Nam ăn nhiều một chút. Ngày mai anh Đông thuê sẽ taxi. Chở em nó ra thành phố, khám thai xem thế nào. Vâng ạ, à, con biết rồi, mẹ ăn nhiều một chút. Mấy đứa con vâng dạ thi nhau gấp thức ăn cho mẹ, có ai ngờ được chỉ một hành động nhỏ này thôi, cuối cùng cũng khiến bà nương khóc thầm trong lòng, bà khóc vì hạnh phúc, khóc vì cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với bà. Hôm sau tin tức lão sáu bị điên được phát lên cả loa phát thanh của làng Sành Thu, nhà nhà người người đều tìm cách sửa lại cánh cổng cao chắc chắn tìm cách né tránh lão già điên khùng đó. Người già người trẻ đồng loạt ban tặng cho lão ấy một tên gọi thân mật. Sáu điên. Chiều tà bớt gió, mùa đông cứ lạnh tê tái như vậy. Ông phê cũng không có quả gì mang biếu cho bà. Đành lấy cớ thèm nước chè mà dọn rén đến gọi cổng. Bà Nương cũng không khách khí. Bà mời ông vào trong nhà, tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến bác trường thôn tốt bụng vui tính. Để cả nhà đi đâu hết rồi bà mấy đứa kêu trời rét quá tôi bảo thuê taxi chở hà nam đi khám thai còn cô phượng đi đón cu nghĩa chắc là sắp về rồi đấy ông ạ à, mời ông uống nước cảm ơn bà dạo này bà vui hơn nên tôi thấy yên lòng thằng cu hải nó bảo khi nào thu hoạch ngô xong nó mang biếu bà một ít chắc thấy năm nay bà bận việc nhà không trồng trọt được cái gì thế mà tôi cứ tưởng thằng hải nó ghét tôi chứ ghét thế nào được mà ghét tôi không cho phép tôi mến bà thì chúng nó phải theo tôi chứ nói xong câu mến thương đó mà khuôn mặt của ông đò rực biết mình lỡ lời vội vàng rót nước chè uống không hãm phanh kịp bà nương lúc này chỉ biết cười vui sướng hay chả biết ông có tình cảm với bà nhưng trước mắt bà chỉ xem ông là một người bạn thôi một người bạn thực sự quan trọng Hôm qua tôi mơ gặp ông Hoạt Ông ấy mỉm cười vẫy tay chào tôi Chắc là ông ấy đi thật rồi Thanh thản mà đi ông phê à Nên thế bà Ông ấy được đến nơi tốt đẹp hơn Người tốt sẽ được đầu thai nhanh thôi Hai thân ảnh nhìn nhau mỉm cười Trên vô tuyến đang phát một bản tin ngắn Nghe đến đâu cõi lòng của bà nương yên lành đến đó Cuối cùng thì người làm chuyện ác Cũng phải trả giá theo tin chúng tôi vừa mới nhận được, bác sĩ Đặng Tiến, phó trưởng khoa xét nghiệm bệnh viện Y, vừa bị lật tẩy gian dối trong thủ tục xét nghiệm huyết thống. Với 4 trường hợp tố cáo có đầy đủ bằng chứng, được công an huyện Y phối hợp cùng giám đốc bệnh viện điều tra rõ sự việc. Chúng tôi tiếp tục đưa tin đến quý vị vào bản tin tiếp theo. Ông phê bàng quan, không để tâm đến bản tin tức đó, chỉ nhấp một ngụm nước chè rồi lại thêm một ngụm nước chè cạn sạch bà ngồi bên lại rót thêm vào chén cho ông khung cảnh bình yên đến lạ thời gian chưa từng mở miệng nói chuyện nhưng lại trả lời tất cả câu hỏi của chúng ta hạnh phúc là điều to lớn trước mắt nhưng đến khi chúng ta mất đi chúng ta mới nhận ra được điều đó mong cho chúng ta luôn luôn hạnh phúc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn nội dung tập 6, cũng là tập cuối của câu chuyện Bến Không Trồng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, bà Nương được giải oan trong suốt 20 năm chịu đựng và mấy đứa con của bà đều có thể hiểu được nỗi lòng của mẹ và yêu thương mẹ mình hơn. Mọi chuyện đều có cái giá của nó, vậy nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến một chuyện tồi tệ nào. Một ngày tồi tệ không có nghĩa rằng cả đời tồi tệ và không nên làm những chuyện xấu bởi vì nhân quả báo ứng là có thật. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị thấy câu chuyện này như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.